chứ thích học một tuần số cái mà không giảm nhưng mà Vậy là có cái thứ tư nữa nè. Để biết đáp ứng được các bạn tới đâu. Có hai cái dưới này. Được câu đen. Rồi những cái vị khác mình chuẩn bị luôn nha. Mình gửi lên. Trong đây cái mục đích lớn nhất là mưu cầu về tri thức, tìm hiểu về những cái kiến thức, đặc biệt là những cái thứ mà ở ngoài không có. Thì cái này chắc chắn đáp ứng được 100%. Nên ở đây là rất nhiều những kiến thức mà ở ngoài không có. Rồi còn mà được học thầy giỏi hay không thì còn chưa biết. Bởi vì chuẩn giỏi mỗi người nó sẽ khác nhau. Được giải đáp rất nhiều câu hỏi. Thật ra là ở ngoài cũng có như vậy đó Tân. Nhưng mà mà ngặt cái là bởi vì con không có gặp được những người đó thôi. Tức là khi mà mình xịn hơn xíu trong các mối quan hệ giao du của mình rộng hơn, mình lựa được nhiều hơn thì mình sẽ gặp được những người trí đó. Khi mà mình gặp được bậc trí thì mình chắc chắn sẽ có được cái sự giải thích một cách nó đầy đủ, sâu sắc. Chứ không phải là giống như cái môi trường trên trường con học. Cái môi trường nó quá bé. Nó quá bé do đó mà con sẽ không có tiền gặp được những cái người mà trả lời cho con những cái vấn đề nó sâu, nó khúc mắc, nó khó khăn. Rồi tìm một cái môi trường để mà mình học tập tốt. Ok, môi trường này sẽ đảm bảo được yếu tố đó cho con. Rồi vậy thì chỉ có cái là học để kiểm tra lại xem cái sự đánh giá là mình đi tìm kiếm cái người thầy giỏi có thể hướng dẫn cho mình, thì cái đó mình sẽ trải nghiệm tự bản thân của mình, rồi tự mình đánh giá điều đó sau quá trình mình học một khóa thầy nè. Bốn cái này cho con. Rồi nhân thì khá là ổn rồi đó. Rồi tân. Rồi thịnh luôn. Thịnh ha. Sáng mai thi cho anh em mất trí ha con. Làm như mai thi về kiếp mát không bằng vậy. Vậy hả? Vậy con phải nói lên. Nhiều khi con hỏi cái thầy giải thích cho con trúng cái đề mới luôn á. Đó, thầy cho thầy con cho con câu rồi về nhà học. Là được mà con không học không thuộc anh nội. Ủa vậy đó hả? Vậy là đề đóng hả? Cho thuộc lòng vậy hả? Dạ đúng rồi. Đề chưa dễ. Vậy là không có xịn bằng đại học thơ rồi. Đại học thơ là đề mở. Đại học đây là đề mở. Sách vở nó mang được thoải mái trên con ơi. Trường ở con trường có mấy môn đem cả lớp tết. Nếu góp ý giảng viên con đi học hỏi trường đại học thơ nha. Chết thầy. Rồi Tân nha, lý do học đại năng là vì tò mò, muốn có hiểu biết rộng hơn, ít nhất là những gì xài được trong cái cuộc sống của mình, và mục đích bây giờ vẫn vậy. Ok. Thứ nhất là tò mò. Tò mò là tại vì thấy cái gì mà tò mò ta? Tức là tên tò mò cái gì ở trong đây á. Nghe không? Ví dụ tên tò mò chương hay là tên tò mò chút
ấy, hay là tân tò mò ai, hay là tân tò mò cái gì, hay là tân tò mò có mấy cái bản tuần hoàn hóa học ở đây cái kiểu thế, là mình tò mò cái gì á, đặng mà tôi biết cái sự tò mò đó ở đâu ra, tôi đưa cho chính chỗ đó hết tò mò, xong cái khóa sau là thỏa mãn. Vậy hả? Ok, cảm ơn cô Tú. Tân con chia sẻ cái tò mò của Tân xíu ha. Rồi muốn biết rộng hơn, muốn hiểu biết rộng hơn. Muốn hiểu biết rộng hơn thì chắc chắn rồi đó, tại vì ở đâu mình cũng sẽ hiểu biết rộng hơn. Vậy thì ở đây thì Tân sẽ muốn hiểu biết rộng hơn về cái gì? Ví dụ như chỗ của Nhân đấy, Nhân muốn tìm hiểu sâu về triết học, về tâm học chẳng hạn vân, thì những cái chỗ khác nó không có, cho nên là Nhân mới tìm đến cái chỗ này. Thì như vậy cũng tương tự Tân ấy, là Tân muốn tìm hiểu cái gì? Ví dụ như Tân muốn tìm hiểu là cái cách để bán kem dưỡng da chẳng hạn, thì vô đây thì không có rồi đó. Nó cũng là một cái hiểu biết rộng, đúng không? Vậy tôi đâu biết cái đó đâu. Tôi không biết cái đó, vậy thì nếu mà bạn muốn biết cái đó là vô đây là vô phương, tôi không đáp ứng được chuyện đó. Vậy thì rộng là mình phải rộng cái gì? Thế không? Mình có cái đích rõ ràng, có tiêu chí cho nó, thì lúc này mình đi tìm nó dễ. Còn nếu mà mình chỉ nói là chung chung là tôi muốn có hiểu biết rộng hơn, thì thưa là tôi cũng chưa từng đi bán vé số nữa, tôi cũng biết đi bán vé số sẽ làm sao nữa. Tôi không có kiến thức đó. Cho nên mình xác định cho mình nó cụ thể hơn xíu nha nha Tân ơi. Ít nhất là những gì xài được trong cuộc sống của mình, xài được trong cuộc sống của mình thì nó muôn hình vạn trạng luôn. Vậy thì Tân muốn xài vô cái gì? Ví dụ như Tân là đang học sư phạm nè, là Tân muốn xài sư phạm, hay là Tân muốn xài cua bồ, nó lại khác à, đúng không? Thế nó cũng trong đời đấy, hoặc là muốn đi tìm kiếm cái phương cách để mà có được cái món ăn ngon chẳng hạn, nó cũng là nó ở trong đời, trong cuộc sống của mình. Vậy thì Tân muốn cái gì đây? Tân còn chung chung quá thì tôi khó lòng để mà đáp ứng được cái mong mỏi đó của bạn. Bạn cụ thể xíu đi, chờ đợi mấy bạn khác. Tôi rất là mong muốn các bạn làm cái phần này cho nó kỹ. Khi mà mình làm một cái gì đó, mình đều phải có cái mục tiêu. Để mà xong cái đó, cái mình kiểm tra lại xem coi mình làm mình có thành không, mình có đạt không. Chứ mà mình cố công, mình quyết liệt luôn, làm bơ, cuối cùng nó không ra gì trên á. Tại vì mình không có gì để mình so sánh, hay rồi cuối cùng mình cũng không biết là mình thành công hay mình thất bại, mình có đạt được hay không đạt được. Nó uổng thời gian, công sức, tiền bạc, những người xung quanh của mình nó mệt lắm, uổng lắm. Cho nên quý vị càng cho tôi chi tiết chừng nào càng tốt chừng đấy, cái đó giúp cho quý vị kiểm tra được. Quý vị học nửa khóa, quý vị coi lại, mở ra cái mục tiêu của mình coi mình có đạt được những cái điều mình muốn không, để mình biết là mình nên đi tiếp hay mình nên dừng lại. Không phải lúc nào một cái con đường nào nó cũng phù hợp với mình. Vậy thì mình cần có một hệ thống các mục tiêu cụ thể gì đó, để mà mình so vô, mình biết mình nên đi nữa hay mình nên dừng lại. Cái lỡ gì mình chọn một con đường sai rồi cái mình đi cuối tuần tuột luôn, mình chết luôn. Mà làm sao mình biết nó đúng nó sai? Đây, mình phải có những cái định hướng cho mình ngay từ ban đầu, để mà mình chuẩn bị cho mình. Chứ nếu mà nó có tiêu chí có gì hết trơn, cái mình phấn đấu mà không cuối cùng phấn đi đâu á, là chết nữa. Đây, cho nên hãy liệt kê ra ha, liệt kê ra lý do mục đích nó một cách nó cụ thể nhất có thể, để mà nó đi được một cách nó dễ dàng sâu hơn. Rồi có được Tân, có được Nhân rồi, còn Trâm ha, Thịnh thì Thịnh xin giữ não lại, rồi giữ não lại thì mời đi tụng ha, mời tụng đám thành công nha. Rồi còn Phú mới vô cũng ghi ra cái lý do nào mà bạn đến với lớp này lần nữa, cũng giống như Trâm, cũng giống như Thịnh, thì phải có cho mình cái lý do tại sao mà tôi xuất hiện ở đây, tôi muốn cái gì. Thì như vậy á, khi mà tôi hướng dẫn cho quý vị á, tôi tìm cái cách để tôi giúp cho quý vị đạt được điều đó.
Mà nếu mà quý vị không có đó thì tôi dạy trên chợ dưới đất gì cũng được hết. Thì quý vị uống thời gian, uống thời gian lắm, cho nên phải có cho mình cái mục đích đó. Rồi hai anh chị này có chưa? Đó rồi ha. Ok. To lên đây, to lên đây cho 500 anh em đây mà nghe chứ. Cái gì thần thần cái gì đó. Cái gì thần. Số 1 là giải quyết những rắc rối trong đời sống tinh thần của mình. Rồi ok. Cái này làm được, cái này tôi làm được. Chưa bây giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi để tôi đánh vô cái. Nãy cái quạt của tôi nó không có bình tĩnh. Nhi đó, Nhi. Thứ nhất là giải quyết các vấn đề trong đời sống tinh thần, đúng không? Thứ hai là đời sống tình cảm. Bây giờ mình hết luôn ha. Tinh thần, gia đình, tình cảm, rồi bạn bè nữa. Không được, cái này được, cái liệt kê cái này đảm bảo. Tiếp. À, khám phá khả năng của mình đúng không? À, khám phá khả năng của mình. Tôi bấm lộn cái nút và thấy là nó đang rửa cái gì. Khám phá khả năng của mình. Đỡ bên đây thì tôi còn bên đây tôi đánh. Mà tôi rớt mạng luôn rồi hết rồi đó. Khám phá bản thân của mình. Rồi gì nữa hả? Trời ơi, nói đây tôi nghe tôi vô cùng nghe nữa. To lên, nói to lên. Nói tôi ớn rồi tôi nói lớn không? Ok. Xây dựng hình ảnh bản thân cho xịn hơn. Đồng ý. Cái này làm được. Còn khám phá bản thân của mình thì cái chỗ này á là phải học. Còn hát tiếp. Mưu cầu kiến thức. Thi thức đi ha. Thi thức. Rồi gì nữa hết chưa? Hết rồi, ok. Để đem cái này qua bển. Tôi trả lời cho bạn là tôi đáp ứng được cái gì, ở chỗ nào, ra làm sao. Để dần dần. Thứ nhất là giải quyết các vấn đề trong đời sống tinh thần thì ok. Cái này làm được. Cái thứ hai, khám phá bản thân. Cái này làm được một xíu rồi. Bạn muốn làm được cái này, bạn phải đi học hỗ trợ. Tại vì trong cái lớp tài năng mình chỉ có 2 tiết thôi, cho nên bạn khám phá bản thân hơi bị ít. Không đủ thời gian để tôi làm chuyện đó. Cho nên bạn phải xuất hiện thường xuyên ở các lớp hỗ trợ. Thì tôi đảm bảo hiện tại các lớp hỗ trợ thì bạn biết rồi đó ha. Nó có giáo dục học, nó có tâm học, nó có triết học, nó có tâm linh học. Thì đây, tất cả cái hệ thống này giúp cho quý vị là khám phá được bản thân của mình. Hiểu một cách sâu sắc, chắc chắn, chầm chầm. Nhưng mà phải theo mấy lớp đó mới được. Chứ lớp tài năng không, nó chỉ có 2 buổi thôi, không làm được chuyện đó. Có những vấn đề mà nó sâu, thật là sâu. Nó đi vào trong tâm của mình, nó đi vào diễn trình tâm. Thì làm sao mà mình đi được ở trong cái bài của mình có 2 tiết mà nó đủ hết được. Do đó, nếu như bạn muốn khám phá bản thân của mình thì xin vui lòng phải qua lớp hỗ trợ. Nhớ thường xuyên học hỗ trợ nha. Ủa, không có chơi Mỹ nữa nha. Lâu lâu đi đụng chuyện ăn chơi gì đó, cái là ha, là nghĩ là bị lủng ha. Ồ, ví dụ cái tiết học về logic hôm nay có học không? Có hiểu gì không? Hiểu nghe, trời ơi, mừng nè. Đó. Vậy đó, nếu mà mình lủng buổi cái mình mất một đớn kiến thức rồi. Cái bữa sau mình học lại, cái bữa sau lủng học lại, lủng giống như cái đớn này. Rồi vậy rồi sao lại mình tư duy vấn đề nữa. Tư duy vấn đề bị lủng này, nếu mình học có biết logic
là không thể tư duy vấn đề hợp lý được. Do đó bạn muốn khám phá bản thân của mình thì bạn phải có cái sự suy xét hợp lý, và sự suy xét hợp lý thì phải biết cái gì là lý thì mới biết hợp lý hay không hợp lý. Mình không biết cái gì là chân lý, cái gì là sự thật, phải suy nghĩ sao hợp lý được. Do đó mà mình cần phải theo các cái chủ trợ xây dựng hình ảnh bản thân cho xịn hơn thì cái này chắc chắn, cái này là chắc chắn, là tại vì mình có hết tất cả những thuốc trên rồi, mình giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống của mình rồi, mình có cái sự hiểu biết thì chắc chắn bản thân mình xịn hơn. Điều này là hiệu quả kéo theo. Nhu cầu tri thức là chắc chắn làm được, bởi vì trong môi trường này có rất nhiều tri thức, ngay trong tiếng lớp tiềm năng cũng rất nhiều tri thức, và mỗi tri thức đó đều lạ, đều mới hết, cho nên việc nhu cầu tri thức là đảm bảo. Ok rồi, có chưa vừa phải thầy có gửi chẳng hạn không, không bị văng ra luôn. Văng luôn nè, hồi chút xíu thầy văng luôn. Rồi đầu tiên đó là cho con là một môi trường lạ lẫm thú kỳ. Thôi bây giờ con nói ý đi, mình diễn văn thì nó là một môi trường giáo dục rất là lạ lẫm. Ôi là sao? Thì vẫn chưa hiểu ý con. Thế là con đến với tài năng là tại vì gì? Tại vì môi trường này nó lạ, đúng không? Ok, rồi môi trường này lạ, môi trường này quái lạ. Lạ là quái, mấy đứa con chị sợ, tưởng gì quái quá. Môi trường giáo dục này lạnh nó mới chịu á. Rồi lạ, lạ quá rồi. Gì nữa? Là cái thứ hai là con muốn tìm hiểu những phút mát, những con đường mới để tạo ra một con người hoàn thiện. Con muốn tìm hiểu những cái khúc mát. Con hỏi những cái khúc mát của con thì vậy đó. Cái gì là con muốn tháo gỡ những khúc mát chứ không phải là tìm hiểu những khúc mát. Con tìm hiểu khúc mát, lại khúc mát nó vẫn còn nguyên. Nghe con nói mà quật cũng đứng luôn nè. Này tới ngàn rưỡi trang nha, cho nên nó vậy đó. Giải quyết các khúc mắc, đúng không? Rồi gì nữa? Giúp cho con lại tạo nên những tư tưởng mới, những tâm lý mới để tạo nên. Từ từ tạo gì? Tư tưởng, tâm lý. Tâm lý luôn hả? Mới. Tạo tâm lý mới luôn hả? Dạ. Trời ơi, tôi tiếc mà cũng phải tôi qua bên đây tôi quán thiệt chứ. Cái gì vấn đề lắm á. Nghe dù nói tôi cũng xỉu vậy đó. Rồi, tạo gì mới vậy nè? Những tư tưởng. Tạo những tư tưởng mới. Tâm lý mới. Tâm lý mới. Dạ, cuối cùng là tạo ra một con người hoàn hảo. Tạo một con người hoàn hảo. Trong một phần lớp xã hội hả? Dạ. Mình cũng phân tích cho ha. Dạ, mục đích đặc biệt của cô. Ủa, vậy là chưa cuối cùng nữa hả? Rồi, tới cái này gói cuối nè. Gọi gì? Là sau này thành một giáo viên cho một tương lai mới. Sau này thành một giáo viên, sao giáo viên sao? Cho một tương lai mới. Trong một tương lai mới hả? cho hay là trong cho hả rồi mỗi một cái chữ là khác nghĩa hết trơn nha. Cho một tương lai mới. Rồi ok, giờ tôi bắt đầu tôi phân tích vô trong đây cho các cho bạn ha, để mà tôi nhắm là tôi có làm được chuyện này cho bạn không ha. Cái thứ nhất là bạn muốn là bạn đến lớp tài năng, tại vì môi trường này giáo dục này nó lạ, vậy là ngày mai bạn sẽ không còn đến nữa. Tại mới bạn quen rồi, thì đồng ý không? Mới bạn quen rồi đi, bạn đi rồi, bạn không cần học nữa. Vậy bạn học 3 bữa xong bạn thấy ôi, môi trường này hết lạ rồi. Vậy thì mục đích này nó hơi kỳ kỳ á. Mục đích này hơi kỳ kỳ. Cái lý do đến này đúng không? Rồi mục đích đâu? Dưới nha, vậy mình làm bộ như đó lý do đi. Như thế mục đích. Rồi giải quyết các khúc mắc của mình thì ok, được. Cái điều này lớp tài năng đảm bảo cho bạn được. Rồi cái tiếp là tạo những cái tư tưởng mới, tâm lý mới. Ai tạo?
đó, vấn đề đó, vấn đề chết là tôi không thể tạo cho bạn được. Tại vì cái tư tưởng là của ai? Ví dụ, tâm lý là của ai? Ví dụ luôn. Rồi sao tôi tạo xuống được, tôi đi xuống, tôi lấy một cục tâm lý, tôi nhét vô đó. Hiểu không? Giống như các bạn khác, người ta đến đây á, để mà người ta học kiến thức, có kiến thức. Khi mà người ta có sự hiểu biết rồi, người ta thay đổi tư tưởng. Là ai thay? Tự người ta thay. Hiểu không? Hiểu không? Người ta có một cái sự hiểu biết mới thì cái tâm lý của người ta nó mới không? Mới. Thì lúc này người ta mới ha. Vậy thì tôi không thể tạo ra một cái tâm lý mới, một cái tư tưởng mới cho bạn được. Tôi chỉ cho bạn một công cụ để bạn làm điều đó tự mình. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ở đây thì cho bạn làm như thế nào? Hả? Kiến thức. Ở trên giải quyết cho các bạn trước mắt. Thì tự bạn giờ phải suy ngẫm cái chuyện đó. Tự bạn thấy là nó đúng thì bạn làm. Bạn thấy nó sai thì bạn bỏ. Chứ đâu phải tôi nói gì các bạn bơi cái đó về nhà các bạn làm bập 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 mà không thể xí xét đó. Đồng ý không? À, vậy thì cái chỗ mà tạo ra tư tưởng mới này là tự tạo, chứ không phải tự tạo nha. Nói trước, mít lòng trước, nặng lòng sau. Để họ tới cuối cùng đi. Chắc là ông tạo cho tôi cái đó, cái đó, cái đó. Thầy chết nữa. Thầy phải tạo gỡ cho cái khúc mắc gì lắm. Ừ, thì cái đó là trong khả năng của tôi làm được. Có cái dấu cộng của Du muốn là giải quyết cái khúc mắc, ok, cái đó tôi làm được. À, nhưng mà Du phải đem khúc mắc đến nha. Du không mang khúc mắc đến, tôi không có gì để tôi tháo hết. Rồi tới cuối cùng là đừng đổ thừa nha. Ờ, phải mang tới à. Rồi tạo ra một con người hoàn hảo trong một tầng lớp xã hội thì bỏ cái chủ mà một tầng lớp xã hội đi. Vì sao vậy? Thì chắc chắn một con người thì nằm trong một tầng lớp xã hội, chứ sao con người nằm trong hai tầng lớp xã hội được. Thấy không, cái cụm đó nó bị dư đi, tôi dạy văn á, cho nên tôi ngứa, người ta tạo cái ngứa. À, để tạo ra một con người hoàn hảo. Nhưng mà nếu như mà bạn học có một cái tay một mà bản đồ là tạo ra một con hoàn hảo thì tôi bó tay, tôi làm không được. Ừ, năng lực tôi không thể nào với 4 tháng của cái chương trình tay một làm được chuyện này. Khi bạn đi với tôi 9 khóa tài năng, tôi đảm bảo không được, tôi trả hết tiền chính khóa tài năng cho bạn. Đó, chính khóa thì tôi đảm bảo. Còn mà bạn có một khóa 4 tháng, trời ơi, làm sao mà làm được. Tại thiên đại thánh làm cũng không được. Cho nên đó, nói trước để bạn biết được là trong giới hạn của một khóa tài năng thì nó tới đâu. Và mình phải phấn đấu trong một khoảng thời gian như thế nào để cải sửa chính mình. Thì mình mới có được cái sự hoàn hảo đó. Mà cái sự hoàn hảo này là cũng giới hạn. Giống như tôi giới thiệu với quý vị trong những cái buổi đầu tiên của chương trình tài năng. Chương trình tài năng của quý vị đảm bảo được tới ngưỡng nào trên con đường tiến là hoàn hảo cho tới mức đó. Tức là hoàn hảo cho tới mức trung nhân, bậc hiền kiếp. Tức là hết chính tài năng, chính lớp tài năng là đảm bảo tới mức đó. Chứ không phải học hết tài năng ra thành cao nhân luôn nha. Không đảm bảo được tới đó. Chương trình không đảm bảo được gì đó. Hiểu không? Hiểu không? Cho nên hoàn hảo này là hoàn hảo tới mức đó thôi hết. Không đi xa hơn được. Xa hơn được phải có một cái môi trường khác. Nè, nhớ nha. Rồi sau này thành một giáo viên cho một tương lai mới. Không có cái tương lai này nó cũ. Đồng ý không? Tương lai sao mà cũ được? Tương lai này nó phải mới rồi. Chứ sao mà nó cũ? Nó cũ là quá khứ rồi, nó mới cũ được. Tương lai là nó mới rồi. Cho nên tương lai thì không cần mới nữa. Nó dư từ mới rồi. Ha. Cho một tương lai mới thì thôi mình bỏ cái tương lai mới đi. Cho thành này thành một giáo viên như thế nào đó. Ha. Như thế nào đó có một cái tính từ bỏ vô chỗ đó giùm. Thay cho cái cụm là cho một tương lai mới. Tại vì chắc chắn giáo viên đó là cho tương lai rồi. Chứ đâu có thể nào cho quá khứ được đâu. Du đi học giáo viên không để người cái hôm qua đi đã thành giáo viên rồi. Được không? Vậy thì sao lại thành giáo viên? Giáo viên kiểu gì đây? Muốn giáo viên gì đây? À, giáo viên gì đây? À, như vậy rồi phân bậc giáo viên có biết chưa? Chưa. À, vậy thì về tìm hiểu trong hệ thống triết lý dục của trung tâm nó có phân bậc giáo viên. À, thợ dạy là thấp nhất, rồi lên tới giáo viên quốc doanh. Giáo viên quốc doanh là giáo viên mà đi dạy chạy xô kiếm tiền á, là giáo viên quốc doanh. À, tới giáo viên chuyên nghiệp
Cái giáo viên chuyên nghiệp là giáo viên người ta có trình độ kiến thức chuyên môn và phương pháp sư phạm vững vàng, gọi là giáo viên chuyên nghiệp, được chưa? Xong rồi đến cao hơn giáo viên chuyên nghiệp nó tới người thầy. Cái người thầy là người mà đồng hành, hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh về đời sống tinh thần, những cái nếp ăn nếp ở trong đời sống thường ngày, sửa tính cách, đó là người thầy. Và rộng hơn đó là người thầy tỉnh thức, đó là hướng cái người học trò làm sao để có trí tuệ trọn vẹn, có sự hiểu biết sáng suốt trong đời thường. Đó là các bậc của giáo viên. Hiểu chưa, hiểu chưa? À, vậy thì mình phải có luôn cụ thể chỗ đó. Hoặc là chỉ đơn giản là trở thành một giáo viên chân trắng, hiểu không? Thì cái đó tôi làm được. Còn khi mà giáo viên cho tương lai thì tôi khỏi làm, mà cũng thành chắc chắn rồi. Cái câu cố của bạn là giống như chắc không vậy đó, dĩ nhiên tôi sẽ làm được. Chết rồi thì vui cái này, vui biết văn cái này là chết rồi. Vui biết văn cái này là chết rồi. Nếu mà như là báo cáo thì có tài năng là chết chứ tôi rồi. Rồi, cảm ơn. Có hai bạn mới, hai bạn hôm nay đến tìm hiểu, mong muốn tìm hiểu được cái gì đây? Để tôi giải quyết luôn, vèo 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 vèo, xong. Nhanh gọn mô lẹ. Có phong phú nữa ha, suy nghĩ nha. Tôi xong phần này là tới hai cái gì nha. Vì con muốn học thêm tri thức, cải thiện cái cách phân tích suy tư trên một cái vấn đề của mình và giải đáp một số thắc mắc trong cuộc sống. Ok, một số hay vô số gì cũng được hết á. Vấn đề giải quyết thắc mắc cuộc sống là tôi đảm bảo tất cả vấn đề luôn, chứ không phải là một hai vấn đề, trên tất cả phương diện. Cho nên chuyện này nếu quý vị nào có thì ok hết. Có thêm tri thức thì giống như nãy tôi nói chỗ của Nhi, bạn muốn có thêm tri thức thì bạn phải đi học hỗ trợ. Vì tài năng của tôi vô trong 2 tiết tôi phải dạy bài, tôi phải giải quyết các thắc mắc của bạn, cho nên 2 tiết trên tuần tôi không đảm bảo được chuyện đó. Mà trong tiết hỗ trợ thì các bạn sẽ có thêm rất nhiều tri thức mới trên rất nhiều lĩnh vực mới, thì ở đó các bạn sẽ chắc chắn có thêm tri thức, cải thiện cái cách phân tích suy tư trong một vấn đề. Muốn cải thiện cái cách phân tích, phân tích nó nào mà là một cái trí tuệ rất là quan trọng, một loại hình trí tuệ rất quan trọng, mà cái đó phải thực hành rất nhiều mới có được, không phải tự dưng mà có. Phân tích mà nếu như bạn muốn có được, phải đạt tới tầm của T4 hoặc T5 thì bạn mới có thể có được cái sự phân tích trên một vấn đề nó sáng rõ ở mức độ cho phép là bạn xịn hơn tất cả những xung quanh bạn, tức là trong tập thể bạn thành ngôi sao được với sự phân tích đó, thì ở mức tầm mức đó bạn mới có đạt được. Còn ở T1 không thì mới tiếp cận được những vấn đề căn bản, chưa có thể làm được cái chuyện mà phân tích vấn đề sáng suốt để trở thành một ngôi sao trong tập thể, thì điều đó là chưa được. Cho nên báo trước cái chỗ này để biết ha. Cái đầu tiên muốn có thì song song với học tài năng với học hỗ trợ, cái cuối chắc chắn có được trong lớp học tài năng, cái giữa tầm T4, T5 mới có được đủ để sáng chói cho một tập thể. Đó, trả lời cho phong phú chỗ này. Nhân bổ sung thêm, gạt bỏ những cái vô bổ, xác định được mục tiêu và lập kế hoạch dài hạn, mục tiêu tới chết. Ok, rồi đảm bảo cái này, đảm bảo tới T, bạn muốn qua được T3 là bạn phải có kế hoạch cuộc đời. Bạn muốn qua được T3 bạn phải có kế hoạch cuộc đời. Trong T1 á, là nói về kế hoạch cuộc đời, T2 là bắt làm kế hoạch cuộc đời, T3 là phải có kế hoạch cuộc đời, T4 trở lên là đi trên kế hoạch cuộc đời của mình. Quý vị không có kế hoạch cuộc đời thì tôi không dạy quý vị lên được. Tại quý vị sống đâu biết sống thì làm gì đâu, vì sao tôi dạy được? Các bạn phải biết bạn sống để làm cái gì, thì lúc này tôi mới đưa công cụ cho các bạn, thì các bạn mới lấy cái công cụ đó bạn đi sống được. Còn này mà bạn sống chờ chết thì thôi, tôi dạy làm gì cho mệt, dạy một cái xác ướp sống với chờ chết, tôi dạy làm chi. Đấy, cho nên cái chuyện mà chắc chắn là bắt buộc trong chương trình đào tạo tôi phải làm điều đó cho bạn, cho nên nhân yên tâm chỗ này là làm được. Rồi. Mời. Bạn tên gì? Huy. Vâng, Huy thì sao? Huy muốn tìm hiểu cái gì ở môi trường này, ở lớp này?
cái gì chị? À, có thể đặt mình ở vị trí mình khác để mình hiểu được cái vấn đề của mình. Ừ, hiểu được cái vấn đề mà người ta đang bị, ta đang gặp phải. À, ok, cái đó nhiều nha. Trước tiên á là chắc chắn bạn muốn làm được như vậy, bạn phải hiểu bạn trước. Tức là mình phải rõ biết về bản thân mình rất là sâu rồi, thì tiếp đó cái bước thứ hai là mình mới hiểu được người khác. Nếu như mình chưa biết được mình một cách rõ ràng, rất khó. Ví dụ như cô này đi nè, cô muốn về giúp gia đình nè, cô Nhi nè, là muốn hiểu gia đình, rồi muốn phát triển sửa những cái vấn đề trong gia đình, những khúc mắc giữa mình với gia đình. Trước tiên phải giải quyết khúc mắc của mình chưa, giải quyết cho mình thông suốt trước, hiểu cho bản thân mình trước mới làm được. Cho nên bạn muốn được cái điều đó, trước tiên là bạn phải hiểu chính mình trước. Ok. Ừ. Rồi, còn gì nữa không? Thì còn gì không? Mấy cái kia là ok. Ok, được. Tức là để hiểu bản thân của mình thì giống như nãy giờ quý vị ở đây phải đem những cái khúc mắc của mình vô, rất quan trọng luôn. Bởi vì cái bài của tôi nó chết, nó cố định bao nhiêu khóa nó cứ thế thôi. Nhưng quý vị mới là những người sống, quý vị đem vấn đề quý vị vô, giải quyết vấn đề của quý vị về xử lý trong cuộc sống của mình, thành tựu trong cuộc sống của mình, có sự an vui. Chứ không phải là học cái bài của tôi. Cái bài của tôi cho quý vị những cái tri thức thôi, để nếu quý vị gặp trường hợp đó quý vị xử lý được. Nhưng những trường hợp mà quý vị đang gặp thì phải đem vô giải quyết liền, chứ không có chờ. Chờ là không có kịp. Bây giờ bạn chờ học tới cái đó đi mình mới xử lý, thì tới bạn học cái đó bạn lật ra bạn chết ngắt rồi, không kịp. À, cho nên nhớ nha, những vấn đề đó với ông này nó rất nhiều khúc mắc vậy đó, để tôi chờ xe hôm như khác. Không vậy, có giải quyết không? Thầy có giải quyết rồi. Có hả? Có hỗ trợ đó. À, vậy thì phải đi thường xuyên đi học hỗ trợ á. Ừ. Rồi, cô này Trân. Ừ. Những gì mà nãy thầy nói là từ đầu tới cuối đó, thì điều đầu tiên thì mô cầu kiến thức là đương nhiên, xong rồi phải tham gia lớp hỗ trợ để có thêm kiến thức, có cái kiến thức để tìm hiểu về kỹ thuật tâm lý học này nọ. Ừ. Cái này một phần nữa là điều chỉnh về cảm xúc của bản thân, ừ, biết hoàn thiện hơn kiểu như vậy. Chứ lại một phần nữa là có thể hiểu rõ bản thân mình để giúp cho người khác được. Ừ. Vậy hả? À, ok, chị thì cũng như giống như hồi nãy giờ thôi. Tức là chẳng có quý vị nào mà quá đặc biệt, lạ. Tức là trong cái chừng mực của chương trình có thể đáp ứng được. Rồi, trước khi mình đi vô mình làm một cái bài trắc nghiệm tâm lý để mình hiểu bản thân của mình, thì quý vị nêu cái vấn đề quý vị, một vấn đề để xử lý liền. Để hôm nay đi vô đây trắc nghiệm cái là hết giờ luôn á. Ông thì nhiều lắm nè, nói một cái đi. Chạy định nói cũng có gì chứ. Bạn nhìn thấy cũng không thể biết là chết liền. Thấy chưa? Thầy đôi khi mình muốn sống trong bằng cho một cái gì đó, cho một tập thể, một nhóm. Ừ. Nhưng mà trong một cái tập thể đó không bao giờ muốn tranh nặng tranh đua, thì mình với vai trò này để làm sao mình để giải quyết công bằng. Nó phải có tiêu chí của công bằng. Dạ. Công bằng thì phải công bằng về cái gì? Ví dụ mình đòi cái lớp mình từ nữ nó phẫu thuật thành nam hết đi cho nó công bằng, được không? Du duyên. Công công bằng ở đây là công bằng trong một cái lao động vệ sinh hay là công bằng trong cái việc bắt đầu lao động vệ sinh nữa. Mình kêu cái đứa nó thấp có 1.5 m, nó tròn lên nó lao ở trên trần nhà, rồi cái mình đòi tại sao đứa 2 m nó lao được mà mày 1.5 m mày lao không được, cái nói như vậy không công bằng. Du duyên không? À? Lại du duyên chết rồi. Cái này cầm ống kính nghiệm nha, có gì đâu ý kiến hả? À, mời. Cái gì
nghĩ là nếu muốn công bằng đó, thì cái người lãnh đạo không đầu tiên phải trong cái nhiệm vụ đó cho từng viên trong cái đó là trước, xong rồi kiểu như thích hợp làm cái gì thì mọi người sẽ cùng nhau bàn lại thôi, nhưng mình làm cái gì được thì mình sẽ làm, còn không giúp ích thì cũng giúp nhiều. Mình là người lãnh đạo mình cũng kiểu như có cái trọng trách trách nhiệm cao hơn những thành viên khác, và mình phải điều khiển họ, không phải là điều khiển không đó, mà mình cũng phải giúp đỡ người ta. Nhưng mà trong cái nhóm này chia ra là 5 nhóm. Rồi giải quyết nè, giải quyết luôn vấn đề của Du. Mỗi cái sự công bằng ở trong một môi trường nó sẽ khác nhau. Cái của Du đang nói ra là trong môi trường nào. Nếu như nói là môi trường tòa án nó sẽ khác. Nhưng nếu như Gia Bảo Nguyễn Hai, nếu như ở trong một cái môi trường lớp học thì nó khác. Nếu như trong môi trường gia đình thì nó khác. Nếu như trong môi trường giữa Du với bồ của Du thì nó khác. Hiểu không? Mỗi môi trường sẽ giải quyết vấn đề công bằng đó khác nhau. Ở trong môi trường làm việc với công việc nó khác. Đây tôi khu hẹp về môi trường học đường, tức là môi trường Du đi học chia ra làm việc nhóm, đúng không? Xin thưa, ở trong cái môi trường đi học, đứa nào không làm kệ mẹ để cho nó ngu đi. Du đi học để Du khôn chứ không phải Du đi học để Du được công bằng. Đứa nào mà đòi công bằng là đứa đó sẽ u mê cả đời luôn. Vì sao vậy? Mình chỉ làm có mỗi việc mình, việc kia đứa kia làm nó biết, mình có biết đâu. U mê. Mà Du để ý khi mà giáo viên, giảng viên người ta chia ra làm việc nhóm thì sao? Nhớ là có chút xíu gì nè, mỗi đứa làm một chút xíu của chút xíu đó. Rồi ra trường biết cái gì? Ra trường là u mê liên tục luôn, u mê trọn gói. Như vậy đầu hỏi trong vấn đề học không phải là công bằng, mà là tôi học được cái gì. Hiểu chưa? Đứa nào ở trong cái phần đi học mà nó đầu công bằng, ok, khỏi làm gì cũng được nữa, cho qua đánh máy. Du Du rất là thích đánh máy, cho qua đánh máy. Ra trường đứa nào ngu biết liền à. Rồi nếu mà Du không có thích đánh máy luôn, Du không có thời gian đánh máy, ok, thoải mái. Đi photo, đi in, chúng tôi làm, đưa ra Du nhiệm vụ đi in, bỏ tiền đi in. Chỉ rất nhiều công việc. Vậy thì mình đừng bao giờ yêu cầu một đứa nó không có thích học mà bắt nó học như mình, rồi mình nói nó không làm như mình là bất công. Không có. Cái đó là mình bị ngu. Hiểu không? Trong một tập thể sẽ có người mạnh người yếu. Người mạnh cái gì? Sử dụng họ để làm cho thế mạnh đó. Người yếu chỗ nào thì lấy cái thế mạnh kia bù lại. Không thể bắt người ta làm như mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình phải nói cho người ta biết rõ rằng đi học không phải để đòi hỏi sự công bằng. Đi học là để học, để hiểu biết. Bạn không làm cái này là bạn sẽ bị ngu cái này. Nếu bạn vẫn ngoan cố để cho bạn ngu thì đó là chuyện bạn và chuyện tôi. Bạn thích thì tôi chiều. Hiểu không? Phải rất rõ ràng cái chuyện đó. Mà tôi đi dạy sinh viên lúc nào tôi cũng gặp cái câu hỏi đó chứ. Đối với này, nếu mà trong môi trường học tập mình giống như nhất định, đối với môi trường lao động thì đâu có cần kiến thức, họ chỉ cần đi lao động. Mà môi trường lao động họ cần cái những cái một người làm, một người đứng bắt đầu, một người bấm điện thoại thì bắt đầu đó. Như vậy thì người ta sẽ đặt ngược cái câu hỏi lại nữa. Tôi đi học chứ không phải tôi vô đây tôi làm lao công. Du mà bắt tôi đi lao động nghĩa là Du đã trái với quy định học vụ rồi. Có nghĩa là nếu mà người ta đứng lên người ta hỏi Du là điều nào trong quy chế học vụ bắt tôi vô đây ngồi lao động, Du ăn nói sao với người ta? Nhưng mà ở đây là cho bạn đăng ký, mà mình tạo cái link là cho bạn đi đăng ký lao động thì bạn vô bạn lao động, cảm bạn lấy được cái gì các bạn nhận làm những nhận liền thì bạn đã đăng ký. Vậy thì người ta vô người ta đăng ký mà bạn là cái người mà bạn kiểm duyệt, người ta có làm không? Người ta không làm thì bạn ghi nhận là người ta không làm. Có điều gì là khó khăn đó? Nếu mình như không làm thì một tập thể của một cái nhóm đó cũng là mình lại nữa, hỏi tại sao mà cuối cùng như vậy đấy. Mình đến mình nói thẳng đấy, này bạn, hôm nay bạn vô bạn làm mà bạn ngồi đây bấm điện thoại, bạn không có làm nên phần điểm danh của bạn tôi sẽ ghi nhận là bạn không làm. Bạn có cự cãi gì không? Cái miệng nào nó lên nó nói được. Thế vô nó ngồi đó bấm điện thoại mà
Cho nên phải rất rõ ràng, tức là mình đừng có sống cảm tính, sống cảm tính là chết. Khi là một người lãnh đạo thì cần cái tư duy duy lý rất lớn để mà giải quyết các vấn đề rõ ràng, rành mạch, không tranh cãi được, đúng không? Còn rồi cái bạn ấy thương quá, cái bạn tội nghiệp á, tội nghiệp thì thôi câm họng chịu đi, hiểu không? Đừng nói, mà mình nói lên là đòi hỏi sự thật công bằng. Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ là như vậy đó. Ủa, cho nên khi nào quản lý rồi, thương là thương mà lúc là lúc, rõ ràng chỗ đó thì mình mới phục chúng được. Còn nếu như mình không có rõ ràng, không phục, người ta không có phục mình, mà ta không phục mình lãnh đạo không được. Học lãnh đạo rồi, ngồi học lãnh đạo rồi, nhận chứng nhận chưa? Dạ. Ừ, rồi hết trời ơi. Nhưng mà mình làm đúng là, nhưng mà mình không có cái lời ăn lời nấu thì đâu có, mình cũng không có làm. Nói là sao chứ nghĩ đâu? Cái lúc như chị nói là mình hãy dùng cái đầu để mình nấu cho người ta một cái đúng chắn. Đúng rồi. Đó, mình không, không có rồi. Vậy thì phải tập cái lời ăn tiếng nói làm sao để cho nó rõ ràng mạch lạc, logic đó. À, tất cả trường hợp phải rào hết, tất cả trường hợp đi đường nào cũng chết đó. Chỉ có đường, con đường đi đến sự công bằng đó mới là đúng thôi. Hiểu chưa? Rồi giải quyết vấn đề của Dương Tâm. Có mục đích của bạn Trâm hồi trước là tò mò, sao ngồi vô cái hết tò ha. Đến nay mục đích đã thay đổi vì đã hết tò mò rồi, đã học và thấy có hiệu quả nên mong muốn học lại với mục đích khác. Ok, cảm ơn bạn. Mục đích hiện tại sửa lại những tư tưởng sai lạc. Cái này thì bạn phải đặt ra, bạn phải hỏi nha. Tại vì tư tưởng là nó mê mông lắm, mà không đặt ra hỏi thì không biết. Thứ hai, biết cách giải quyết vấn đề một cách tối ưu. Giải quyết một cách tối ưu T3 mới tới á nha Trâm ơi. Có môi trường để sửa mình, nhờ sửa sai, nhờ có động lực để sửa. Ok, cái này thì được. Cái này liên hệ cô Tú một cách chặt chẽ trong nhóm đồng hành. Nhóm đồng hành sẽ hỗ trợ đắc lực cho cái việc này. Tiếp cận những kiến thức mình cảm thấy thực sự tin tưởng. Vậy thì kiến thức mà mình tin tưởng, mình căn cứ trên điều gì mình tin tưởng phải có. Rồi kiến thức mình không tin tưởng thì căn cứ trên điều gì để mình không tin tưởng. Chứ không phải chỉ là mình nói chung chung và mơ hồ. Nhớ nha, mình tìm cho mình cái tiêu chí để mình cân xét cái chuyện mà mình tin tưởng. Kỹ năng cần thiết. Kỹ năng cần thiết cũng phải chung chung ha. Kỹ năng thì nó nhiều lắm. Ok, với cái phần của Trâm nhắc mạnh thêm chỗ đó thôi. Như một chút bị rớt mà nó đơn thế. Tiếp theo là cái phần trắc nghiệm, trắc nghiệm hình học. Này quý nào mà học ở bên cái khóa hạnh phúc gia đình thì như đã có làm rồi. Ở đây có ai làm chưa? Chưa hả? Cô này phải làm rồi chứ hả? Cô này có học bên khóa kia chứ chưa? Hay lạ hả? À, vậy ha. Cũng may quá ha, vậy thì qua đây cái làm lợi được ha. Chứ thôi là luẩn luôn rồi. Nó đê rồi. Ồ, thì ra nó đã rớt cái màn hình hả? Có, ok. À, quý vị nhìn xương qua bốn cái hình sau đây, quý vị cảm thấy ưng bụng hình nào, thích hình nào thì chọn hình đó. Đầu tiên là cái cảm tính của mình, đầu tiên mình thích cái hình nào thì cái hình này dễ thương đúng không, giống hình đúng không, chọn ha. Nhưng mà bây giờ đó là tôi nói bị đứng rồi nên là chưa có kéo xuống được, chờ xíu. Tân cũng chưa làm nha. Ok, vậy thì được thôi, chưa ai làm hết. Tám. Có hình vuông, hình tam giác, hình tròn, rồi hình zigzag,
nó có bốn loại hình. Mình thích cái hình nào thì mình chọn cái hình đó thôi. Rồi ai muốn vô cái hình nào đó cứ báo lên tôi, tôi đánh vô đây. Không cần phải ngồi nghía coi nó tròn, nó có tròn đều không, mà nó hỏi nha. Phương đây, Phương dạ, con tam giác. Phương là tam giác. Ok, để tôi đánh vô đây luôn. Rồi đó mình kiểm tra để cho nó dễ. Phú là vua. Rồi, để coi các bạn hơi đều đều ha. À, Tân cũng hình vua, Nhi cũng hình vua hả? Nè, Nhi vua. Rồi Phường là tam giác. Rồi quên con Trân. Rồi Trân. Rồi là dứt dắt hả? Nè, dứt dắt. Rồi Huy tròn ha. Còn hai đứa ta còn ngay trong nhóm mình chưa? Nhân ha, Nhân cũng tròn luôn. Thịnh ơi, Thịnh hay đừng có thịnh mắt đi nhìn vô nghe con. Là hả? À chứ tiếng rớt đó hả? Đúng rồi đó. Tới thời quá rồi đó. Thịnh nha, thích hình tròn. Ok. Không có nghĩa là mình ấn tượng đặc biệt với cái hình nào thôi, chứ không phải là mình cần phải thích mà mình phải cần mang cái gói hình đó để mình ngủ với nó đâu nha. Không cần nha. Khi mình nhìn qua bốn hình, mình thấy cái hình này dễ thương, mình thích hình này hơn, vậy thôi. Còn mà nhìn qua mình lãnh đạm hết tất cả cái hình thì cũng được. Để kia liên kết lại với cái TV. Đi rớt rồi. Không có thông thông. Rồi nó rớt rồi, rớt rồi. Nó lại rớt. Tôi nghĩ là hôm nay sẽ không trắc nghiệm kịp rồi. Mình còn có 12 phút nữa ha. Nếu mà trắc nghiệm kịp thì phân tích cũng kịp. Vì trắc nghiệm xong rồi không phân tích nữa. Phân tích kết quả. Một phân tích kết quả là nó mới tốn thời giờ. Còn cái kết quả sau khi trắc nghiệm nó mới tốn thời giờ, nó mới mệt, nó tùm lum hết trơn chẳng. Màu nào, à, xin lỗi hình nào nó đối trội với hình nào. Trong khi mà chờ đợi cái mạng nó trở lại để mà sống lại đó, thì ai đặt câu hỏi gì đi. Xin thêm câu hỏi những vấn đề khác. Nãy được vấn đề rồi ha, nhớ nghe ghi lại nha. Ghi lại chứ thôi để tôi học trong khóa về nó quên hết trơn. Chứ học hết sẽ tiếp tục thầy còn cũng đóng câu hỏi cũ.
rồi ba vị trực tiếp ở đây và những quý vị online có những cái câu hỏi gì xin gửi lên đi. Tôi nghĩ là phần trách nhiệm sẽ để lại hôm sau mình sẽ làm, bởi vì mình còn phân tích nữa, sẽ phân tích công việc. Hỏi cái gì cũng được. Còn cái phần sách, ủa hình như nãy tôi nhớ là có bạn Sang vô nữa, sao bạn Sang mất tiêu rồi đó. Bạn Sang, hai bạn, bạn Gia Bảo Nguyễn này, Nguyễn Gia Bảo. Nguyễn Gia Bảo là bạn nào? Gia Bảo ơi, con là ai? Ai là con? Con đến từ đâu? Xin câu hỏi. Hả? Gia Bảo là tại học á hả? Trời, muốn xỉu chưa? À, cảm ơn Quỳnh, cảm ơn Trâm. Lý do gì khiến cho mình trở nên tự ti? Lý do gì khiến cho mình trở nên tự ti? Rất nhiều người tự ti. Tự ti về nhan sắc, tự ti về vóc dáng, tự ti về trí thức, tự ti tầm lum thứ hết trơn luôn à, tự ti tờ lum mình dịch dọt hết trơn vậy đó. Tại sao mà người ta lại tự ti? Rất đơn giản, bởi vì người ta ngu. Quý vị thấy những người tự ti họ có được lên chuyện đó không? Đâu có đâu. Dù họ lùn họ tự ti họ cao lên không? Đâu có. Họ lùn họ tự ti họ vẫn lùn à, họ ngu họ tự ti họ vẫn ngu à, mà còn khổ thêm nữa. Càng tự ti càng khổ, càng tự cao càng khổ, càng tự tin càng khổ. Mấy cái tự đó là càng chút khổ vô mình thôi. Vậy thì vấn đề không phải là nên đi tự ti, tự tin hay tự cao, vấn đề là đi giải quyết vấn đề mình gặp ấy. Cái thứ gì mình đang gặp mình đi giải quyết nó, chứ không phải ở đó mình tự ti. Mình buồn thì cái buồn nó cũng không có hết. Đúng rồi, buồn chi chớ mệt thì mình đi giải quyết vấn đề của mình gặp, chứ không phải mình bỏ luôn nha. Mình bỏ luôn là nó vẫn còn đó thôi, mình trốn chạy nó thì nó vẫn lưng đó của mình, nó chờ ngại, nó châm mình để nó chụp mình cho chết. Vậy thì phải đi giải quyết vấn đề của mình, chứ không có nên ở đó mà tự ti. Cái người mà cứ tối ngày tự ti là người đó bị ngu, bị ngu. Gỡ cái ngu đó của họ là họ thoải mái đi nè, họ không còn bị dính vô trong cái sự tự ti đó nữa. Mà quý vị nên biết một cách sâu hơn á, ở trong phân tâm học á, thì tất cả những cái tự ti vốn dĩ nó là những mặc cảm sâu dày nữa, không có gì tự nhiên, không có gì tự nhiên hết. Những cái đứa trẻ từ nhỏ được giáo dục trong một môi trường bị sai, ở trong gia đình bị sai, ở trong trường học bị sai, cho nên dẫn đến khi mà nó lớn lên nó tự ti về chuyện nào, nó tự ti về chuyện kia. Ví dụ nó sống ở trong một cái gia đình mà tiếng má nó không có bao giờ tạo điều kiện và tin tưởng để nó quyết định công việc của nó, mà luôn luôn bắt ép phải thế này phải thế kia, đều là những mệnh lệnh, đều là sự bắt buộc. Sau này nó lớn lên nó rất là tự ti với người khác khi nói lên một điều gì, nó không dám nói, nó sợ, nó sợ người nó nói lên cái người ta nói nó sai này sai kia nọ, như hồi cái thời nó còn bé tí bị má nó trù dập nó vậy đó. Những cái mặc cảm sâu kín của tuổi ấu thơ nó đi theo mình cả đời. Mà nếu như vậy sai là vậy, mà nó chỉ là mới ở gia đình thôi, rồi ở trường học nữa, mênh mông các mặc cảm luôn, phải tháo ra, nhận diện giúp cho mình nhìn, mình hiểu được mình bị cái gì. Mình bị cái đó bắt đầu mình mới dùng phương pháp của phân tâm, mình đi trở về truy nguồn về lịch sử nhân chủ, xem cái quá khứ bị cái gì mà bây giờ nó ra như vậy, rồi sửa cái quá khứ đó, sửa cái quá khứ đó bằng cách gì, phân tích chỉ ra cái sai trong quá khứ là cái gì, sửa cái nhận thức của người đó nơi quá khứ, thì hiện tại họ cải thiện, làm cho họ bớt lệ thuộc của yếu tố tự ti đó dần dần. Nó là một phần trong cái nhánh của tâm lý trị liệu đó, Trâm ơi. Mà ngày hôm nay đó, lúc 21 giờ chúng ta học cái môn gọi là tâm lý trị liệu đó. Cho nên Trâm nhớ cố gắng sắp xếp học nha, đúng chuyên ngành của Trâm ha. Được chưa Trâm ơi, còn gì hỏi không? Thôi mời câu hỏi khác đi, chứ tôi thấy là cái này nó vẫn bị rồi. Ok, cảm ơn Trâm, nhớ ha.
có bốn vị ở đây này, mấy vị này có hai vị này nãy này đã đi hỏi rồi, nhưng còn ba vị bên kia không có hả? Có không đi, có không à, suy nghĩ thôi. Ừ, hồi lượng giá hay là chờ lượng giá. Ừ, nói gì cũng được chứ không hỏi gì, hỏi thoải mái Phật Chúa trời đất cũng được, cái gì cũng gì à, bát thức, bát thức trong duy thức học rồi sao. Ờ, 6, 7, 8 luôn. Ờ, tới 3 mới học đó. Tại vì á, bạn muốn đi vô trong duy thức thì đầu hỏi bạn cần có một kiến thức Phật học nó khá ổn ổn mới đi vô được. Để mà thôi là hiểu sai, hiểu lầm, bởi vì cái tư tưởng đó được chế tác lại của Bắc truyền Phật giáo Tàu, Tàu Trung Quốc. Mà Phật giáo Tàu Trung Quốc nó chế tùm lum hết trơn à, nó sửa lại, nó chế nó sửa lại, cho nên mình phải hiểu cái gốc rồi. Nay mình nhìn lại tám cái thức đó, mình biết cái thức này là cái giống gì, cái này là cái giống gì, cái này là cái giống gì. Còn bên Tàu thì khi mà ghi ra đó, ý tại ngôn ngoại, lời ít mà nó ý nhiều, nó cho nên không hiểu luôn. Hiểu chưa, hiểu chưa? Ờ, bát thức bây giờ là gồm gì nè? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Ba này là năm thức giác quan, ba này là ba thức đặc biệt. Ba thức đặc biệt này nó có công năng riêng, nó có đặc tính riêng, đặc điểm riêng. Hiểu vô từng yếu tố bên trong nó, tức là nội hàm của khái niệm đó, thì mình mới nắm được. Rồi mình phải so sánh với 121 tâm, xem ba thằng này là cái gì trong 121 tâm. Tại sao người ta giảng được 121 còn gì có 8? Đây nè, đây 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 mới là ông Phật ông nói nè, là 121 đưa về Tàu nó cắt bớt đi còn có 8 thôi. Tại vì 121 muốn có học nổi, giảm bớt xuống còn 8. Ui khoái không, thích liền, trời ơi thích liền, vậy là khỏe liền. Còn là lười học không à, xong tức cắt bớt, cắt rồi nó thiếu, cắt thì nó thiếu. Mà tư tưởng Phật giáo Trung Quốc là nó thiếu tùm lum hết trơn chỗ luôn vậy đó, rồi luận giải vấn đề nó không đủ. Bây giờ nó thì thiếu, cho nên phải học cái gốc xong rồi cái Phật nào mình gom vô cũng hiểu tại sao nó vậy. Được chưa, được chưa? Cho nên mới đi kêu đó, đi xem cái trang buddhpap.net đó, chứ hạn chế trên cái trang Phật giáo.org. BUSSA.net tra trên Google đó. Cái đó ra đúng không? Nhớ đi đúng không? À, B U hình như có chữ giờ nữa. Bút B U giờ. Rồi. À, cứ đánh lên nữa là nó ra. Cái trang nó nổi lắm, nó nhiều tài liệu học thuật, toàn là dân nghiên cứu, là nghiên cứu mà chứ không phải là dân tôn giáo tự biên tự diễn tự viết vô, cho nên nó an toàn một xíu cho mình. Mà có ra không? Ừ, đó, tự tìm thêm cái đó nha ha, cái trang đó. Vậy đó nhiều tài liệu chính thống mà trời ơi vui mà đọc được tiếng Anh nữa. Thiện lắm, tại vì cái anh nhóc có chả luôn, thiện lắm. Ừ, tại là đọc tiếng Anh. Hồi nãy Quỳnh có giơ tay. Mời Quỳnh. À, sợ người ta phán xét mình, rất là đơn giản, bởi vì mình không có biết cái gì hết mà người ta biết hơn mình, cho nên mình sợ người ta phán xét mình. Mình biết hơn người ta là mình đóng sợ người ta phán xét mình phán xét lại người ta. Hiểu không, hiểu không, hiểu không? Là chết như nhau nè. Một cái chết đau và một cái chết im án. Mình đừng biết chịu người phán xét ta chí, chuyện ta cởi tới phán xét ta chí. Hiểu không? Người ta vậy người ta đã khổ đầy rồi, tự nhiên mình đưa thêm cục khổ không chí nữa. Hiểu không, hiểu không? Cho nên khi mà mình đã chuyện lên rồi kể người ta đừng phán xét ta chí chứ mà. Chuyện mình làm chuyện ta có làm. Hiểu không? Chứ không phải mình làm ghét, mình ghét rồi ghét nào tôi xỉn lên tôi phán xét lại người ta, trời là chi vậy, hiểu không?
Còn sở dĩ mà bởi vì mình bị người ta phán xét rồi mình sợ là tại vì người ta biết hơn mình. Cái mình nói ra cái bị người ta chụp mình, mình mũ mình á, cái mình không biết nói người ta chưa, cái sợ. Vậy thì gắng học, phải gắng học mới phải biết được chứ, rồi mình mới biết được người ta nói rõ là bị sai đầu. Mình biết ta nói sai đâu, ta đâu có đốt sợ nữa đâu. Được không? Gắng học nha. Có thầy đạo công giáo mà. Đúng rồi. Thật ra Kinh Thánh giờ mình đọc á, nó không còn đúng nữa. Kinh Thánh giờ to do giáo hội công giáo quy định hết. Mà giáo hội công giáo quy định á, thì do những cái người đó họ quyết định. Trung Quốc nó đang có một cái dự án viết lại Kinh Thánh để đi theo tư tưởng của Mác Lê Ninh và Mao Trạch Đông. Như vậy thì cái người nào họ có quyền tác động lên trên cái Kinh Thánh đó thì họ biến đổi theo ý của họ. Do đó Kinh Thánh bây giờ mà mình đọc á, đọc để tham khảo thì được, chứ đọc mà để tin trọn vẹn thì đừng nữa. Nguy hiểm đó, tại vì cái chấp bu lúc nào người ta viết cái gì ra người ta cũng muốn là những cái người đọc cái đó phải theo người ta. Do đó mà mình đọc cái đó mình phải nhận ra được ở trong đó có rất là nhiều cái chỗ hay, nếu như mình tìm được những cái chỗ đó để mình lấy làm của riêng cho mình. Những cái dụ ngôn rất là hay ở trong đó, có những dụ ngôn nó không có thay đổi theo thời gian, nhưng có những vấn đề về thần học thì người ta bị thay đổi. Những vấn đề đó, những vấn đề người ta cố tình thay đổi để mà quản lý con chim cho nó dễ. Cho nó ví dụ cái chuyện đơn giản hay là trong Kinh Thánh á, trong Sáng Thế Ký thì Thiên Chúa tạo ra vạn vật và giao cho con người làm chủ, không có giao cho con người ăn. Mà trong đoạn Kinh Thánh thì ghi là con người ăn cây cỏ mang hạt giống, cái sau đó thần học công giáo mới đảo chiều nó lại, con người ăn hết vật dưỡng nhân. Chết chưa? Rồi sao thấy mình được ăn thỏa mãn sướng vui, chịu luôn ủng hộ. Đâu có căn cứ về cơ sở Kinh Thánh đâu, lập Kinh Thánh ra thì chết liền. Có một cái ông linh mục, ổng không đồng ý giáo hội chỗ đó, bị rút hết thông công. Như nó nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề lắm, nhưng mà ở một cái chuyên ngành nào quý vị phải đi vô trọng để tìm hiểu. Chứ không thôi mình đứng ngoài mình nghĩ không biết gì trong cuộc. Phải đi vô trọng, đi vô trọng tìm hiểu. Mà vậy thì nó mất thời gian, nó mất thời gian. Để do đó mà nếu mà quý vị có cái truyền thống nào của mình rồi thì cố gắng am tường truyền thống đó, đặng đi qua cái khác mình tìm thêm. Chứ cái truyền thống của mình mà mình cũng biết, ví dụ như tôi hỏi rất nhiều bạn, hỏi ô bạn đạo gì, nói đạo Phật. Phật gì? Vậy em cũng không biết nữa, tại má em thờ Phật thôi, em đạo Phật luôn. Chứ đừng hỏi em gì về Phật thì cho em không biết gì. Trời ơi vậy đó, chịu nổi đời không? Mình đi theo một cái truyền thống nào thì mình ít ra mình phải biết một cái rành rọt cái truyền thống của mình. Xong rồi đăng chi mình còn thời gian mình đi tìm hiểu truyền thống khác của người ta nữa, tìm những cái hay, cái chuyện, cái tốt, cái đẹp mình học. Chứ mình còn không biết nữa, rồi hỏi làm sao thời gian hơn đi tìm của người ta nữa. Cái bắt đầu nha, nhiều chuyện bỏ nhà đi tìm người ta. Cái hỏi lại nhà không biết gì chứ. Chả chết. Vậy thì cần phải nắm cái tập vững, cái tập vững. Và tất cả cái đó, có hết, sách vở có hết, tại mình không đọc thôi. Phải tranh thủ. Nếu quý vị nào đạo công giáo thì bắt buộc trong đời phải đọc đi đọc lại quyển Kinh Thánh dùm. Đọc Kinh Thánh là biết, người ta biết gì chẳng đâu. Rồi nhất á, bên Tin Lành thì đỡ. Tin Lành thì tôi khá là quan hỷ, tại vì là người ta đọc Kinh Thánh dữ lắm. Cái đâu cũng là tiết Kinh Thánh rồi hết trơn á. Nhưng vấn đề là Kinh Thánh của Tin Lành nó đã cắt mớ đi rồi. Hồi thời của cái phong trào Tin Lành á, mà quý vị học bên cái lớp tâm lý học ứng dụng á, đã nói rồi đó. Là thời đó đó, là khi mà cái phong trào nó tách ra khỏi giáo hội công giáo La Mã, thì nó đòi cắt bỏ một số bộ sách trong Kinh Thánh. Nó chỉ tin số bộ đó thôi, và nó tin một số chủ điểm thần học trong đó thôi, còn lại những vấn đề khác nó không tin. Nó cắt bỏ một số sách, do đó mà giáo hội công giáo thì họ không chịu đó, họ giữ nguyên. Cho nên hai bên mâu thuẫn nhau, phải tách ra đi thành đạo mới, đạo Tin Lành. Trong Tin Lành nó lại chia phe chia phá rất nhiều nữa,
mỗi cái đó lại chuộng một bộ khác nhau, những cái quyển khác nhau, nó lại lấy nguyên giác nhau đó, nó làm kinh thánh của nó. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn tôn giáo là Tin Lành, người ta đọc kinh thánh rất là nhiều, mặc dù là thiếu nhưng mà ta đọc rất là nhiều, cho nên là trích dẫn trong kinh thánh nhiều. Nếu như mà bên đó thì đi vô trọng mới bắt đầu xét cái tính logic ở trong cái hệ thống đó, thì nó nhiều vấn đề bằng thể lắm liên quan tới thần học. Còn nếu như là tôn giáo thì khuyến khích là phải đọc kinh thánh, không đọc không biết gì hết. Đi nhà thờ nghe cha ông giảng không, ông nhiều khi ông không đọc hết chữ kinh thánh nữa là chết. Nhớ tìm có câu hỏi gì nữa không? Như còn hỏi gì không? Ơi Bali hay Sanskrit, mình đọc vô mà mình thấy ở trong đó nó có từ Bali hoặc từ Sanskrit mình biết đây Phật này hay Phật Tàu, mà đọc vô chữ mà còn Tàu không rồi biết rồi, giờ không ổn đúng không? Rồi mà mình để đi sâu hơn, mình hiểu vô nội hàm bên trong nó nói về cái gì. Xin thưa, không phải hệ sách tiếng Bali hay Sanskrit là cách nó ổn hay bét rồi lông chẩu nữa. Do đó mà cần có cái tư duy thay phá khi mà mình đọc. Còn nếu như mình chưa có gì hết trong đầu mình thì mình ghi nhận thật. Dừng lại ghi nhận này. À tôi biết sách đó nó có nói vậy. Đọc tới quyển sách khác nó có nói vậy. Đọ hai quyển nhận thấy độ lầu ra mâu thuẫn. Đi tìm quyển sách thứ ba vậy lúc của mình đó. Tôi cũng học vậy. Ở trong quá trình đó đi tìm kiếm cái vị này giảng, người kia giảng, tìm người hỏi, tìm người kia hỏi, cái mình rõ ràng nó nhiều vấn đề. Còn đạo Cao Đài với Phật giáo Hòa Hảo thì sao? Thì sao là như sao con? Thì người ta hai cái đạo chứ sao? Tôi hỏi muốn xỉu mà. Chẳng muốn hỏi cái gì? Đạo Dừa hả? Đạo Dừa là do ông thầy Nam ổng lập ra. Thì khi người ta tu tập theo cách của ổng thì ổng liệt ra ra, ví dụ như chuyện đọc dừa, ăn củ mua dừa rồi các kiểu đó, rồi cái kêu tao phải làm theo gì đó, cái tập của mình theo. Nó có nét giống Phật giáo. À ok, đồng ý. Tại vì Phật giáo Hòa Hảo là xây dựng trên nền của Phật giáo, nhưng mà lấy cái quan niệm văn hóa dân tộc của Việt Nam của mình lồng ghép vô trong tư tưởng của Phật giáo, cho nên mình gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Hòa Hảo là sự kết hợp, không có sự phân chia ra đó, mà phân sự hòa hợp đó trên nền tảng của Phật giáo, cho nên mới gọi là Phật giáo Hòa Hảo, do ông Đức Quỳnh Tứ Sổ, gọi là Quỳnh Giáo Chủ đó, lập ra. Còn mà Cao Đài Đại Đạo á, thì cũng là cái đạo nội sinh của Việt Nam của mình, lập ra để nhằm một cái mong muốn là tháo gỡ các mâu thuẫn trong hệ thống triết thuyết của các tôn giáo hiện có ở Việt Nam. Là bởi vì cái đạo này có ai tôn giáo nào thờ hết, không bỏ gì hết. Ai Thiên Chúa gom vô thờ luôn, ông Phật gom vô thờ luôn, Quan Công Thổ Địa gì gom vô thờ luôn, họ phải cãi, họ phải giành giật. Cái đạo này chia tam quân, thượng quân, trung quân, hạ quân, ở trong đó là mỗi một quân vậy đó, thần tiên thánh gì ha, chờ thờ hết vậy đó, dễ hơn lắm, đạo này dễ hơn lắm. Giáo lý chung vậy đó. Ăn chay làm lành nữa, dựa trên nền tảng của Phật giáo chính, là văn hóa Việt Nam mình bị ảnh hưởng Phật giáo rất nặng, cho nên dựa trên nền tảng chính là nền tảng của Phật giáo. Nhưng mà và sự hài hòa kết hợp của rất nhiều tôn giáo, các triết thuyết khác vậy đó. Cho nên nếu quý vị có cái thời gian, quý vị nên tham gia, nên đi tham gia cho biết, cho biết. Ví dụ như thông thường tôi cũng có thường hay dẫn cho quý vị đi nhà thờ, đi cho biết nhà thờ trong đó nghi thức nó diễn ra sao, như thế nào vân. Rồi tôi dẫn đi chùa cho biết ở trong chùa nó sao vân, cái kiểu. Nhưng chưa có tiền dẫn đi thánh thất Tây Ninh, có tiền dẫn đi thánh thất Tây Ninh nữa, cho biết vậy đó. Biết video mình phải đi vô chỗ mình tìm hiểu vậy đó. Nhưng nó rộng hơn Phật không, nó sao mà nó rộng hơn Phật, khi nó tạp nham sao mà nó rộng hơn Phật được. Nó tạp nham cho nên nó là toàn những vấn đề hiệp thế, mà trong khi đó Phật giáo thì bao gồm cái hiệp thế lẫn chư thế, nên Phật giáo nó rộng hơn. Nó đi luận giải được câu bên kia chỉ là ghi nhận thôi, ghi nhận rồi đem vô thờ.
ghi nhận rồi đem vô thờ, đó là đặc điểm của tôn giáo nó vậy. Ok, được không? Được không Tân? Ok. Ừ, chị còn hỏi gì không? Không. Ok ha, nghỉ. Nghỉ, bữa sau gặp lại quý vị sau. Bye bye. Đúng không? Quý vị online thì có thể tham gia dựng giá tiếp tục nếu như quý vị còn đủ sức ha. Còn ví dụ mà đuối rồi thì nghỉ một xíu tôi gửi link lại cho quý vị tham gia. Tôi vẫn để cái Google Meet này hỏi quý vị tham gia bằng cái đường link này nha. Rồi quý vị đây chuẩn bị đi, công an phụ nữ của mình có vấn đề gì rồi. Rồi bye bye bạn Gia Bảo Nguyễn. Trong mà cái đó nó hơi nhiều, cái nó rộng, trong đó có nhiều đại liệu tiếng Anh lắm. Còn nếu mà muốn cho nó nhẹ nhẹ đó thì nhé, đi tìm hiểu cái bộ chung với Nhân nè. Tôi cũng có gửi cho Nhân cái bộ nền tảng Phật giáo, đánh vô nền tảng Phật giáo. Cái bộ đó tôi bắt đầu tôi cũng tìm hiểu cái bộ đó. Cái bộ đó là bộ đầu tiên mà dạy ở trung tâm nền tảng Phật giáo, hay lắm, kiến thức căn bản. À, em có lời học chung đúng tiết này luôn hả? Dạ, em cũng bất ngờ lắm. Em cũng bất ngờ lắm, lịch em mà em cũng không biết nữa. Đâu phải đâu, đừng lên mới cho em đâu. Vậy luôn ha, rồi vậy thôi đi học đi chứ sao giờ. Thì đi học đi rồi họ sẽ nhận cho anh lỡ xíu đó. Mà 8 rưỡi nó về thầy. 8 rưỡi về hả? Em đâu biết em có lịch học đâu. Rồi vậy thôi, đi học trước đi, lượng giá sao với tôi. Đi học lượng giá luôn. Về nhắn tin lượng giá cũng được mà. Ủa sao lại sao vậy em lượng giá? Nhưng du thì khác. Ủa thầy kỳ vậy? Thầy vậy đó con không được đối xử luôn. Không bị đối xử hả? Nhất là mấy đứa mà mập mà lì nữa. Thầy chơi mình đi. Không được đối xử vậy đó. Đi tới chết mà ai đó. Con bé này nó thi thầy quên mất. Xin lỗi nha, để thầy cho bạn thi một cái. Cái nó được chê. Được chê. Thì đó là sẽ một mối hình thành luôn cho bạn. Mình thấy gì đi. Con thì chưa. Nên thì em sẽ dẫn chưa hiểu nó nói gì. Làm những cái lời nói bên ngoài sẽ dẫn đến con người làm như vậy luôn. Đúng rồi. Có rất nhiều người như vậy luôn chứ không phải một hai người con. Vậy sao hỏi nó mới ngu được. Vậy nó cần thầy dạy được chứ cho hỏi nó không hết rồi thầy thất nghiệp sao? Thì là cái đó thầy dẫn đúng luôn. Vậy thì không có đúng. Không, ý kiến là nếu mà là nói bên ngoài dẫn đến con người như vậy thì dẫn là... Có, nó có phần trăm đấy. Nó có phần trăm đấy. Vậy đó là lý do cho mà giáo dục phải cẩn thận như vậy đó. Ví dụ phải rất là cẩn thận, cho cái khôn khéo lúc nào nên la, lúc nào nên dỗ dàng. Vậy đó. Ở buổi ngày đẹp trời đó phù hợp. Mà phù khóc lóc than khổ. Con khóc tình đau khổ. Mà tôi la đi chết luôn sao. Đâu có dám. Mà đâu có dám la. Ở đó phải ngồi dỗ dạt. Nghe các kẻ phân ngoan ngoan nín đi nghe. Vậy gì đó. Tại vì tôi gặp cái đó nhiều lắm. Thường thường á là mấy thằng cu á mà hay khóc tình á. Ôi đi kiếm tôi đó. Trời ơi nó khóc như thác đổ vậy đó. Rồi kinh khiếp vậy đó. Tại tình huống thôi đúng không? Ồ, con mắt bỏ đâu rồi? Con mắt bỏ đây. Rồi, hai bạn hôm nay chút mã đó rồi đó. Rồi, vô mấy ngồi cùng nhau rồi. Con đừng chung à. Ê, sao bỏ bạn ra đi vậy? Lên đây cho chừng. Chơi bỏ bạn ra đi hả? Hả? Rồi, ai rồi cái thứ này. Rồi, Lâm Nguyễn Thiên Phú có chưa? Người thôi không hết. Được, không nữa. Trời ơi, nó cảm á.
lúc lên thầy có nói trước đi, mà có đặt câu hỏi cũng được. Thầy đáp ứng được gì lượng giá được mà. Ờ, lượng giá là gì hả? Trời ơi, mô tả anh cũng biết nhiều lần đó. Thứ nhất á, là nhìn lại một tuần mình đã làm cái gì tốt, cái gì chưa tốt, rút kinh nghiệm cho tuần đó qua. Thứ hai, từ vị kế hoạch cho tuần tới chuẩn bị làm cái gì, cần giúp đỡ gì, đó là lượng giá. Đánh giá chất lượng. Quang ơi Quang, Minh Quang, ta hát được giải được. Ok con. Này thì nói tốt quá nè. Nhưng em chúng gì vậy? Quang, trời ơi, biết đó là bản chất của con. Wow. Không, nhưng mà bữa nay thì thật tốt á. Nhưng mà chỉ có cái khúc cuối rồi. Hả? Nhưng con khúc cuối thì hết giật mình. Hết giật mình. Tại vì nó đang rất là ngon á, cái tự nhiên nó hết rồi. Giờ mình cũng không biết là nó đã hết rồi. Con nước, con này như có bình đơn. Ồ, bình đơn, nó vui duyên rồi đó. Chắc là người đời người trước nó sẽ bắt kẹo bình đơn. Có biết kẹo đó không? Không biết luôn hả? Trời đất ơi, kẹo cu đơ rất là ngon. Cu đơ. Ừ. Là kẹo đó ăn một lần đó hả? Hả? Kẹo đó ra sao? Lê sạch. Cu đơ, cu đơ. Ừ. Kẹo cu đơ. Nó là kẹo cô. Nó biết nó là nó có như thế nào. Nó như thế nào cũng sạch thì đấy. Không biết mấy người ngồi cứ ngồi cứ ngồi cứ mô tả vậy luôn rồi tôi ăn tôi coi luôn hả. Trời đất ơi trời, xả chán nha. Nè 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 trời đất ơi á, tại vì mày ngu. Wow, nữ đồ, nữ tà tình đồ. Thôi ta nói kẹo đậu phộng. Nói vậy tụi bay đâu có đi tìm kẹo cu đó. Chứ mà nó bị ai lừa. Tao kẹo cu đơ. Là kẹo gì kéo span á. Cu đơ. Tao kẹo gì lạ. Pháp, tôi giống pháp. Kẹo kéo span. Kẹo đậu phộng. Thôi kẹo đậu phộng bán đâu có được giá đâu. Cú kẹo cu đơ. Bán được giá. Thôi, đổi giá đi. Được rồi, được nói đi con. À, trong tuần qua thì là cái tuần mình biết chuyển thi. Ủa à? À thì mình biết chuyển thi cho cái là các em cái môn của con không có môn nào là chuyển năm hết. Ủa à, trên năm hết. Nhưng mà chỉ tiêu là hoàn thành là cái chinh thôi. Chờ tài năng chỉ đến 7 nha mọi người nha. Dạ. Ủa à? Chưa được tính tới chương 11 thì đấy đây không tất cả có đến mình chính còn gần 6 điểm à, vậy là chắc chắn khá. Chưa thì con thầy có một con dự do là con là con phải tháng chữ năm để chỉ có một là con dành cho con có tháng thứ ba. Ừ. Nhưng mà là học sinh khá là chắc chắn rồi. Coi có học sinh khá. Ừ, chỉ có cái là giỏi thì chưa biết thôi. Dạ không, giỏi cái không? Giỏi cái nào này, tuyệt vời. Vậy thì chắc chắn không khá. Cho nên bây giờ tôi yêu cầu tôi không khá là được rồi. Khá là được rồi. Nhưng mà phải khá chắc. Cái tuần khá là phải nắm được. Đó thì khá, phải là khá thì thế. Còn con khá sợ là gì? Cái đầu tôi thấy con bị nhầm hay sao con đang con tính sao thì con có bốn ấy. Cuối cùng ra mấy bốn? Dạ, dạ tới năm 8 rồi. Ồ, năm 8 rồi nha. Chắc chắn nó nhiều câu vừa đó con. Nhiều câu vừa á. Vừa bà, vừa bò chứ bà. Cũng ok. Ừ, ok, chúc mừng. Cái là không có. Dạ, chứ từng đòi thì cũng có động thái luôn. Sao sẽ là... Ừ, phải chặt bù rồi đó.
giả bộ nhưng mà được lên T2 là phải đạt cái tài năng nha. Tại vì T2 mà thi không là rớt á, T1 thi không tới 10 điểm là đậu rồi, đạt là đậu rồi. Nhưng mà T2 á là thi không có 40 điểm mà. Còn phải đọc sách, làm báo cáo nữa. Cho mày học có đọc sách, chẳng có đọc báo cáo, cái điểm không có lên nổi đâu. Ồ, vậy nhé. Với... gì nữa? Giờ thi không cho nhau có gì đặc sắc hết. Ok. Đi vô tầm một cây. Rồi chuyện nhà cửa ổn định không? Không cửa hết tầm. Thì con dự do cái này để tôi có hỏi là có chỉ thi hết chưa? Chưa. Thì con cũng nói là chỉ con không có nguồn nằm dưới sáu hết. Ừ. Thì con cũng ok. Ừ. Con cũng nói là con giữ nhất chỉ vô luôn. Thì con có nói có hỏi con là tỉnh bạc là một chút con như ở đây với bạn nhiên. Ừ. Con có nói là cái chuyện nói là con rất là một con chỉ có hơi lớn có nghĩa là cái lập những hơi tạo quả là cái gia đình này thì nói là con chỉ có chuyện đây với bạn nhiên. Ừ. Mới nói là bác làm cái tâm tán là cái học học hay là không đi học gì đó. Ừ. Đó. Con muốn giờ là mỗi học để con lấy cái năm năm để kiếm nước tiền biết chi rồi phải là con cần lấy những cái thứ gì làm thì con cứ làm cái gì. Ừ. Nhưng mà phải làm được cái gì để người ta thấy mình là được không điểm không cao vẫn làm được cái gì chứ không phải là mình nói thôi hiểu không con? Đúng đó. Con đọc là em có khó khăn thì giá hạn thì tới đâu thì cố gắng tới đó thôi. Ừ. Vậy thì đó tức là bây giờ mình lỡ phóng lao phải theo lao tức là lỡ mình nấu vậy rồi thì mình phải làm được cái gì đó con là sẽ có không trước là chỉ hỏi con đó không biết cái gì sẽ có người hỏi con là ông đâu có làm cái trước là người chơi hơn hai cái vấn đề là anh hùng không kể xuất thân đúng không, anh hùng không kể xuất thân quan trọng là cỡ hùng không đó. Tức là cũng như vậy là mình nói rằng là cái điểm nó không có đạt cái giống gì hết thì mình phải làm được những cái thứ mà những đứa nó có điểm nó không làm được, mình mới có quyền nói được. Còn nếu như mình á mà học không ra cái giống gì hết mà điểm mình như vậy chứ người ta nói như vậy mà mình cũng không làm được cái gì hết thì người ta mới đứng ngồi cái gì hiểu không? Ừ. Cho nên là nếu như á là cái điểm mình nó không có ra cái giống gì hết thì mình phải làm được cái giống gì để người ta thắng con mắt ra. Nhớ nha. Nhớ nha Giang ơi, lỡ cũng lao phải theo lao cho con. Lỡ nói là mình dán cho con. Rồi tí bằng nhớ thương. Ok, gắng cố gắng nha. Ừ. Ăn sánh đúng không? Dạ. Đây ăn sánh đúng không? Ăn sánh là cần có người đất tiện nha. Cho nên phải gắng cố gắng học hỏi nha. Yeah. À, chứ không phải là cứ tèm mình tèm nha. Bởi vì tôi mới nói với quý vị là anh hùng không để xuất thân như vậy. Cho nên phải cố gắng. Nhớ ra. Biết sau này có giám đốc Minh Quang. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Quang. Đó, công ty của con mở công ty bán thiết hảo. Hả? Tiện ừ. Cái sản phẩm công tên là thiết hảo tôi hiểu không? Giống như xà bông như tên ông ngô vậy đó. Thì bán gì có tên, cái tên là thiết hảo thôi. Thì sẽ như là công ty thiết hảo thôi. Cái chẳng phá. Tại vì cái đời là của mình. Mình không biết. Còn chuyện người ta tấn công người ta mà. Thì đời là của mình. Ở đó vậy thì mình có đích đến không? Mình có đích đến thì né được đời. Mà không có đích đến thì đưa mặt cái đời cho người ta đá rồi.
vậy mình có biết đến đi mặc kệ đợi nó đó, nó đó mình đến chuyện mà mình làm có mình ăn vậy đó. Vì khi nó đòi hỏi là nếu quý vị đã chọn cái con đường đó, là kệ đời thì quý vị phải đi được cái con đường của mình, cho mọi người trùng sinh mắc về trần sinh hương là tới đó ra là đời đá rồi mà, hiểu không? Hiểu rồi chọn cái cảm để đi thì đến cùng như hồi trước đi đi phải suy xét để suy xét chị ghét liên tục hàng ngày cố gắng ngọt chưa được, cố gắng 100%. Đây là đường của mình, đúng là đường của anh ta, đây là đời của mình, đúng là đời của anh ta. Chứ không nhé, ghét nữa cho mình đã biết, mình đã phân tích một cách kỹ lưỡng đời này nó tạo ra làm sao rồi thì mình phải cố gắng mình đi để né lắm, chứ phải ôi đường này mình đi khó quá thôi để bị đợi đợi thế hả, có cái gì ui trời ơi ngán à, ngán ủi gì ghét như vậy á thì mới có được, mới có được một cái người hữu dụng cho xã hội. Ai mà cũng đi như đời đó thì cái xã hội này nó cho nên xã hội cứ lập tầm những người đặc biệt, những người bước khỏi đời. Mà còn cái chuyện về năng lực của mình và cái điểm số thì á là một người có năng lực thì không thể nào cái điểm mà nó thấp tại vậy với đất được, tôi thề luôn là như vậy. Không có năng lực thì miễn sao điểm số nó thấp tại vậy đất được, ví dụ người ta trùi giật, người ta trù mà là siêu trù như cá trù luôn thì bạn không được 90 điểm, 80-90 điểm thì bạn không có được 7 điểm. Cho nên cái chuẩn của lớp tài năng đối với các bạn học sinh là 7 điểm, cái yêu cầu của các bạn là 7 điểm. Bởi vì 7 điểm tôi ăn nói được với tính má các bạn, tôi cự được, nhưng bạn thấp hơn nữa thì tôi lấy gì để tôi nói với họ vậy, bạn biết không? Cho nên là nếu như mà bạn học tài năng rồi là cái kiến thức rồi là thêm 3 điểm, má ơi đợi buồn thôi. Như là bạn có gì đâu, vậy tôi nói gì giờ? Đó, học việc đó. Rồi, hiểu không? Bạn đó, cái ai mà bạn cười với tôi? Bạn đó. Bạn làm sao đó, để cái quần kia cho tôi. Cho nên, làm gì làm, chỉ có cố gắng với tự bản thân mình là rất là quan trọng. Tôi rất là thoải mái trong cái việc đồng ý cho các bạn có thời gian trải nghiệm. Tuy nhiên quan điểm của tôi là các bạn phải là thiên thần, bạn có quyền sai, các bạn có quyền xấu. Trách nhiệm của tôi là không có bỏ bạn đi làm sai làm xấu đâu, và đúng ra cái trách nhiệm đó là gia đình của bạn phải làm chứ không phải là tôi. Nhất là khi các bạn còn trong cái nhà trường, bạn có quyền sai, bạn còn nhỏ mà, bạn biết nó. Nhưng những bạn là sinh viên sau 18 tuổi là cũng được hết á. Rồi những bạn cái mà bị trường sai còn được sai. Cho nên chuyện mà bạn lâu lâu của bạn ngửa điệu lên không học bằng cái gì trên sinh viên hay không thì lâu lâu thì cũng vậy. Chứ không lâu lâu mình cũng chút gió chứ bộ, chứ ai khỏe hoài hết. Cho nên tôi thì cứ thoải mái lắm, cái chuyện nó không vấn đề gì cả. Cái quan trọng là năng lực sở thích của bạn phải đọc. Bạn sai thì sửa sai không? Bạn có làm được thì nó hay không, chứ không phải là lúc nào cũng phải chăm chỉ như cô ăn cái kia 8, 9 chấm, 10 chấm, 11 chấm gì đó các kiểu. Nhưng mà gan biết gì u mê ăn chứ, hiểu không? Đôi khi những cái trải nghiệm xấu sai tệ dở là cần tốn cái gì, cứ thoải mái chuyện đó thì có khác là kia mấy các bạn không thoải mái với các bạn. Đó là lý do mà thấy các bạn thấy công việc khoa học về giáo dục cho phép người ta được quyền xa, được quyền trẻ người dưới 18 tuổi. Chủ nghĩa duy nghiệp là cần thiết, nhưng nó được khống chế, chứ không phải để cho nó lùn tu.
cái rồi qua cái sinh viên không được, không được thử liều mạng nó ra, liều mạng là chết. Rồi cái sinh viên là mình đã thử 18 tháng rồi, nó ra là cái chuyện không thử làm phải làm cho nên làm phải tiêm chết. Tôi biết là bởi vì các bạn 18 năm trời bạn không được phép thử và không được phép sai, cái đó là cái tư duy mà nó tội ác hơn. Nó sao đó, nó sao đó, sai nó đúng không? Cho nên á, tôi hy vọng các bạn ở đây cho nên các bạn là gia đình có con nhớ mình giúp con mình, đồng hành với con mình để con mình học lớn khôn trưởng thành đồng mình, chứ phải bắt con mình là thiên thần khi nó còn độ tuổi mặt trời nó đi học mà mình còn sai á, nó bắt nó là đứa tròn đựng tròn tỉnh thành ra khi những cái sau đó là những tình huống sinh tồn của mình dạy nó mà trọn vẹn hết là kiếm được điểm không gì thì mình dạy nó gì để mình dạy nó vậy. Cái gì nữa đôi khi mình phải dựng ăn chơi với nó cuộc điểm xuất ra được cái mình dạy nó. Tại vì có những cái trường hợp của những đứa đó vậy, trời ơi, cái đứa đó nó ra đời là nó chỉ có chết thôi quý vị. Cái đứa mà nó chỉ chăm như con ăn cái kiến nha, học ra vui ra cái lên bàn ngồi học, học ra cái hết 8 tiếng vui kiến đi ăn, ăn cả lên bàn ngồi học. Mấy đứa nó ra đời nó cực kỳ u mê luôn, không biết gì chết á. Cuộc đời cái gì vậy, con mình thì mình muốn vậy không? Đúng không? Cho nên con mình nó dạy cho nó hoàn chỉnh hơn cái này, chứ không phải muốn thì cái tội lao có nhiều cái đó 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 là cái lý do sao mà rất nhiều đứa trẻ ở gia đình cho là bệnh bất ổn bất thường về quan đi đây thì nó vậy đó, ở dưới nhà là hỏi nó đi con cái đó chứ rồi tức nước dở bài rồi đến lúc mà nó không có được gì nó dịu bùng vỡ phá vỡ nó nổi dậy trật cách mạng cái tôi chết rồi để lúc đó bắt đầu mới sợ cái đi cứu chữa bệnh cho con là cái quan đi đây đây giống như cái ổ bệnh như vậy. Khổ lắm, phụ huynh khổ lắm. Mà cái kia là viết tắt, nên nó có bồ rồi viết thường luôn. Trời ơi, sao có lại gì mọi người nói gì đó. Ủa, thì tại vì không có bồ là yếu của tao hay không muốn. Rồi nhiều khi tới năm 2023 đến cuối chào người chú ý chứ. Trời ơi, ai mà lấy chồng sớm vậy? Ai chồng mà đi chơi mà không được mà đừng khó nói một người. Thôi, con sẽ cái tội. Cái tội hả? Trời ơi, có tội nữa hả? Trời ơi, vậy là còn tạm quý đó. Còn biết con sai lầm lắm. Em vậy hả? Dạ, thì mấy chuyện ừ. Cũng có quan tâm lắm ừ. Tại vì ai chết được người nào khỏe nữa mà ủa sao cũng khỏe nữa đã được có thời gian thì con khi con già đi nên là con đã sức được lại để con đi để nhớ lại cái nơi đi học đi chợ đi không thật à rồi thầy chuyện tay đó con chưa không được con biết chuyện và con biết làm đó nhưng là con biết con hàng với con sai chứ nhờ nên nếu mà con nhớ thì con sẽ học cái con biết đức chào cái sự cố gắng hơn bà. Chứ thì bạn nghĩ đi, bây giờ đó là tôi cho bạn full điểm phần phần bài thi luôn mà cũng nhớ nữa. Tại vì có đánh được điểm mà. Thế hai là tôi sẽ đánh giá bạn có đánh được điểm mà. Là tôi thương bạn là tôi thương bạn hút mùi chiến sĩ luôn đó. Tôi cố cho bạn đậu luôn đó. Để bạn không làm gì chứ. Có không làm thương đó. Phải không?
học rồi chắc làm hết rồi. Gửi qua cái này có thể chưa có hết không đọc một cuốn còn có những cái bộ dễ thương đó đó thì bạn coi là trong cái phần điểm đầu khác là đừng như để đó ừ cố gắng hơn nhưng vấn đề bạn học lại thì kết thúc là cũ được bỏ đôi chứ chậm lên tí nữa chưa bạn đọc được một cuốn thôi đúng không còn ba cuốn nữa còn hai cuốn nữa bị chặt tiếp nhớ sáu cuốn nữa chứ mà cái mới là sáu hết lần lại không phải những cuốn nội học còn không kịp nữa báo cáo cũng vậy không phật rồi ủa chị nói hả tạo đứa luôn vậy hả bởi ít vậy con biết tao có bộ mà không không có báo báo trước cho tao biết ừ có bộ thì có vậy đó có vậy không có vậy đó mà con nói thầy đó là trong có bộ mà không có bị sai lệch thì tất nhiên có nghĩa đâu có gì có rồi tôi đâu có dám nói nhưng mà hả? Quay cả những người mà tao chưa có bồ tao hỏi rồi đâu dám nói nha thì có khó lắm tôi còn đâu có dám nói trời trời chết luôn hả cái cây tạch thừa được phá và càng đình nữa nhưng mà nếu mà cái trường hợp khó lòng sao là ừ, có bồ mình chịu dữ sao hả là dữ sao là ổn hả thì đó, tôi mới hỏi thầy là làm sao có bồ mà mình có những cái biện pháp gì để mình đi xe lợi. Mình học rồi. Mình học tới 1 rồi, tới đó học rồi. Tới 1 là tôi đã phòng hộ, biết cái vụ đó rồi. Tôi dạy rồi. Đúng không? Ừ, nhớ thì tự nhớ đi, mà nếu mà quên thì đi học lại. Chứ giờ đâu có dám nói. Với lại con, bữa nay mẹ con ngủ lên sớm vô học cái 1 á, cái đầu á. Ừ. Con quyết định là từ sau con điểm ngủ nữa đi thì là đi thôi con đi thì cứ đi con đi giận con đi giận giận nó bỏ vậy, cái gì sai cái bỏ cái năn nỉ sao ôi trời ơi ai thèm đang để bỏ để coi nha tất cả mọi người nghe tất cả mọi người nghe con đang để tôi có gì đam luôn rồi chứ con nên nghĩ nha trời ơi ồ phải con giá hơn ồ chứ không nên nghĩ được rồi cẩn thận nha dạ cái khi mà quý vị không có bồ đó là quý vị đi đường đại lộ khi quý vị có bồ á quý vị đi cho làm kỹ có đường đường hẹp đâu đi cho làm kỹ rồi đó làm đường tơ rồi đó không khéo rồi nước nha mỏng mỏng mặn đó một cô gái nào khi không dám nói điều gì vậy thì cô ưu tiên cái gì nhiều thì bộ có nó bỏ có thì thôi mà bồ mà nó bỏ con rồi con coi biết rằng đeo đuổi thì như cô nổi không hiểu lần ganh chưa hiểu sợ chỉ chưa chỉ có vấn đề duy nhất là hai đứa đi chung nhau hai đứa đi chung nhau yêu như con thằng Quang vậy đó bộ anh Quang luôn á đó nếu như ví dụ như vậy đó là hai đứa cùng đang học cùng đang thực tập thì sao dễ dàng hiểu giờ nói hiểu bị cái gì như nói người kia hiểu bị cái gì hai người cùng sửa vậy đó mà còn rớt á nhưng mà cái còn nhiều thứ nó đi nó cùng nhiều thứ đó nó cùng nhiều thứ khác nữa chứ không chỉ là môi trường vậy đó nó đi được cái gì dễ hả có gì nó hạnh phúc không có chứ có cái bộ hạnh phúc mà nó dễ có vậy thì chắc trời đời nhẹ hạnh phúc cái kia còn khó cho nên mình cẩn thận mình biết mình
cái này cho mình thôi, mình gắn cho bạn thì không có mong là một ngày lập bạn trong trạng thái mình mắt xin bật lên thì sao vô vô lượng dớ dớ không anh nghĩ có đang nghĩ đâu khổ sợ rồi cái gì không nhắc nghe không nhắc nghe nhớ cô cũng làm được gì đó đâu nghe tôi vô đừng nhé cô cũng làm được gì đó con biết rồi. Ủa thì con thấy là hai cái tuần mà để con thi á cũng xứng đáng cho điều gì con cả các cánh khác nhưng mà giỏi gì phải sẽ được đến tại vì con chưa có trung bình đó nhiều điểm quá mà cái thằng cô quá không thích khách dễ ra qua ngoài đời để phải điểm trung bình đúng không? Dạ rồi điểm tới thì điểm nhanh trung tám hết. Ừ. Con thấy là điểm nhanh con cũng khá là cao nhưng mà con cũng chưa hài lòng lắm tại vì con nhìn cái này điểm con hết là thì sự luôn nếu mà đưa thầy chấm thì chắc là điểm trung bình rồi đó nhưng mà cũng là cô chấm thì điểm cao lắm 8.5 lần nhưng mà con thấy là con viết chưa có được liên kết rồi ý cái lời nhạc nữa rồi câu chữ không có treo chuốt hay gì mà từ nữa mà không nghĩ sao chất lượng cao vậy luôn á không biết là cho nên là con nghĩ là sẽ nhờ chút chỉ lại à. Dạ cái gợi ý là điểm nào à đúng rồi con cũng mọi gì ý mà chắc cũng vậy á hay chưa bọt vậy hay chưa bò là nó không không tại đó trời ơi khi cuộc đời này nó rất là nhân dân cái cuộc đời này rất là nhân dân đó mà phải như vậy á chỉ từng chút rồi làm từng chút cái nó không có vô độ tuổi nó dễ vậy cái này nhưng mà cuối cùng nó trở nhà nó biết nó dân nó bỏ nó bỏ đơn giản lắm học văn lớp trường mà để bảy tám điểm chứ cái hồi như vậy thế cũng tay vậy rồi đúng rồi bỏ gì đấy đúng không mình tại mình không học luôn được thì chính là học thì có nghĩa là kiểu nó tránh cái bài gì mà như nó dễ điểm chứ là do chờ bất ngờ tại vì cái bài nó không viết nó không có hay mà những cái bài kia bài đọc tiểu trí á nó vậy đó con thì nó chỉ chỉ nó mới chạy đó thì con nhưng mà con chỉ biết là con biết chạy thôi mình nghe cô vừa tự cao tám thì chưa anh chị rất xuống đây lên tự cao là tám thì chưa hết là chưa được tự hào có bồ người cộng lắm là một trận nữa là đàn heo chị như mình thì giữ là cũng xe mẹ thì vô có cái này mẹ có sự thay đổi lắm nha mẹ kiểu mẹ chịu lắng nghe con nhiều hơn rồi kiểu không ấm gì mẹ mẹ cũng kiểu mẹ xíu xíu đó thì mẹ sửa không muốn thấy mẹ sửa cái gì mà cũng ít ấy con không hiểu gì đó vui lắm á thôi lòng kể là không mẹ cha gia đình vậy mình gọi là mình sửa lắm cái bóng gì kì dạ có trong tấm này thì có trong tấm khác không biết mà nhưng mà thôi kệ thì đến lúc nào thì đưa đi đó chứ để không lo cái gì nữa trình ngủ vô trước rồi thân những cái môn học của mấy môn học như là dân sư tiểu dân đã học con có học bài từ bài lẻ trong cái khóa học kỳ là tại trường con là phải học hết học hết với mẹ cái con cũng gọi con coi lại hết sao không nhớ nhưng mà nhanh hơn đó, nói chung là nhanh hơn đọc mình đọc mình phải học lại á không phải học lại thì đúng hả nhưng học lại chứ nhưng học lại nhanh hơn nó chứ chắc sợ con tưởng là nếu như hồi trước con học 30 lần thuộc cái bài đó rồi thì bây giờ con chỉ học 15 lần thôi thuộc lại chứ không sợ đó là lý do mà mình lên học lẽ hôm nay đúng chính xác đó lý do mình mỗi ngày đi làm việc để mình học bài để tới đó mình có bị giòn không đúng rồi chính xác tới đó là mình biếu mình lười mình nghĩ là mình học bài hay
chưa thì vẫn làm được chỉ là sao con chấp nhận lắm nha, tại vì con đã ý trường đó là 7 điểm tiết kiệm, 3 điểm tự luận và tiết kiệm nó nằm trong miền phương đa số luôn là chỉ cần ôn tiết kiệm thôi là 7 điểm. Nhưng mà con sợ kiểu cái môn tự nhiên đó, nó kéo con đó, cho nên là con phải học luôn phần tự luận hay là nó cái này con không có hơi lâu nó có hạnh phúc học rồi con tự suy tính thì cái đề của đảm bảo yêu cầu của trường nó giỡn lắm. Mình phải mở ra riêng con thích như cần rồi mấy chuyện này thì con được chúc cho ví dụ cho cái tên chi tiết á là tên mà lịch sử chư hùng của đúng rồi á tên nó hay lắm tên nó lịch sử rồi nó có lòng biết không trời ơi tên mà gì luôn nhưng mà ít cũng vô á cũng coi chút xíu là hết à. Con vừa cái video mà dạy thi mấy để cái bồ tại vì lúc mà gặp nhau á con sợ là kiểu gặp nhau rồi đó nó xào đúng rồi nên kiểu này quay kia lại đó thôi tắt cái coi chung video đó luôn cho nó vậy. Con sẽ kiếm thêm nhiều tôi coi tao rồi cái hỏi nghĩ không không bạn cũng mới đi đó trên đó nha. Em có cái giỡn không? Không, không thì ở trước trời. Tại vì bạn nó đi sư phạm thử cho nên là trời ơi vậy hả? Tính thì sư phạm thử lại phải đánh nhận hơn. Rồi con cản cho nó đi. Tại vì nó cản. Con tính con sư phạm như cha học thử rồi ra làm gì? Bạn đàn áp học sinh hả? 12 năm bị đàn áp chưa đủ hả? Chưa thật gì đâu, giờ mình đang ra đây mà đàn áp học sinh chứ không? Còn nếu như du học thử, du phải đủ tiền để không kiếm sống bằng việc dạy xàm tí sử. Phải đủ tiền. Có nhiều người như vậy. Từ kiếm có nhiều người như vậy. Đó, được rồi. Có một cái quán cà phê. Anh đã mở quán cà phê. Và hàng tuần ở đây chủ nhật thì anh đều có một cái việc khắc cơ để xử lý cho mình việc nha. Hay lắm, anh có cái khả năng truyền thụ á, anh nói á, hấp dẫn anh thì có được cái chủ đề mỗi một tuần vậy. Sinh viên học sinh nghĩa đến nhiều. Ở đâu vậy thầy? Hả? Lâu quá rồi chứ không giữ mối quan hệ nữa. Hôm thời thì cứ còn đi với Sài Gòn thì có biết nếu mà đạt được nữa còn nếu như mà học lịch sử mà ra để mình nhậu trọ làm ký sử ra đây không được không được chưa sắp tới có mở cái buổi thí nghiệm cho mình hay với mình làm có chứ thì đó bên ok chút với tú ở trên đó ok 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 hãy không cho biết thôi tên cô tí hết có gì con sẽ đặt lịch đặt như xô hình dạ thì nói chung là con coi cái tên đó con cũng nghe lắm con cũng hiểu thì cũng rất là thiếu thì cũng rồi là lại khó lại thì có hại tại vì mới có xíu rồi nhưng mà vẫn hơi hết nhiều đó cứ dạy lịch sử mà đúng cách của lịch sử nó hay lắm hay lắm ai cũng được diễn ai cũng được diễn ai có nói được diễn trả người rồi và tử là thỏa mãn nó nói được chuyện rồi chứ nhất kỳ nó khó tò mò nó được tư ai là khá gì nó phải dạy là gì thì nó phải có học rồi nó phải tặng tặng nó phải tự đọc được không biết rồi ok à như có câu hỏi là tại sao để mình đủ thành bồn mà đi học thôi đó là tự nhiên của con. Tự nhiên gì vậy? Không đi dẫn đó hả? À, đó là tự nhiên của con, đó là tự nhiên của thầy đó. Thôi vậy. Thầy đang biết được, cái thầy đâu có biết nó là tròn bé mập ốm cùng điên ra ta đâu. Thầy tròn. Giống con. Thầy sao thầy không được? Đúng không? Ở đó là chuyện nhà con. Con không lâu. Ừ. Ừ. Giờ, giờ con có cái này
có chuyện không cho bồ đó, chuyện không với bồ chị không được, không được chị thấm chị rồi đi dặn thành công nha, đi dặn cái bạn gặp được bạn bồ ú của bé nữ hai người dám hối một đậu đậu nữ là cái đậu bự nhất trên tất cả các loại đậu ăn được, có cái đậu cát bự hơn đậu nữ nó không được. Cái gì biết không, có biết chơi là nhặt đậu lào không, là đậu lào cái đậu mà cái đậu mà bóc khóa cái này đậu bún đậu đậu đó không được. Đó cũng là đậu nữ, đậu nữ á á á hậu rồi, cá bự, cá bự gì, cá bự, ok tiếp theo bạn, rồi tiếp theo mời bạn, mời các bạn cứ chậm trễ hố lối gì mời tôi nha, mời, ngày trong tuần qua con có bắn khá là các lực ừa cái gì đó là cái nữa mày cứ khùng hoài, tôi cho mày đi ra ngoài vậy, nhóm tao có khùng biết không, nhóm tao ta giúp tăng trưởng chiếc tệ mà nó vô nhóm tao nói tao khùng không mà đó tại vì nó đó. Từ lúc vừa qua, từ thứ hai cho tới thứ năm rồi, cái nhà tôi cảm thấy là những nhà tôi cảm thấy khá là sắc sao, khá là chắc. Kiểu mỗi ngày con được bán cái lực rất là phát. Và nói với con làm một cái gì đó mà con làm cái lực, cái con cảm thấy là cảm thấy vui, cảm thấy ổn định đó để mà làm tiếp. Như tất cả bắt đầu được như sao con thì bố nó cũng như mọi nhà con bình thường kiểu một thường tôi sinh nhật tôi sẽ cảm thấy là bấn loạn là tôi mong đợi hoài đúng rồi nó chờ ta chúc mừng vậy trời ơi mới thèm chúc mừng nó sắp tay chiếc dép ra kiểu mong đợi nhưng mà đáy buồn là không ai chúc đúng rồi ai mà chúc nhưng mà nhất là vô trong cái trung tâm này nữa ha, con ngưng chờ đợi thì nó lại tới quá ồn ào, nó tới như sóng dập vỡ đê. Trời đất ơi, mình đi bữa đó con cảm thấy là nó một cái buổi bình thường, tôi sẽ làm một cái hoạt động bình thường. Tới khi nào mà con cố gắng còn lên trên Facebook của con, còn ẩn cái nhà chung của con, tìm có cách để con ẩn hết cái nhà chung con đường giải biết rồi, lúc đó là tiếng là một mới rồi đó. Đúng quá con lớn rồi đó. Giờ là còn ổn nít chứ không? Dạ. Trời nó chết một sinh nhật rồi. Nó phiền trời đất ơi á. Thì kiểu bữa đó giờ luôn cái rút lâu gia đình cái mọi người chúc con quá trời luôn. Nhưng mà con có cái cảm giác là con không có một cái gì đó cảm xúc. Kiểu con mặc định bắt đầu là thì chắc là tại do nó báo lên họ nó chết chút thôi chút gì chút cho vui ra mà là cái ai cần hoặc là làm cái gì đó mẹ tôi thấy báo rồi tôi đâu chút nữa kiểu có những cái lời chúc này cái con cảm thấy là liệu mình gửi là cảm ơn cần thiết không cái mình nói cảm ơn sao tin nhắn này cứ cần thiết không cái người ta nói mình chảnh đúng rồi kiểu bắt đầu suy nghĩ mà tôi thích chảnh vậy ơi người ta sẽ nói mình chẳng rồi con gửi ai cần lại con thành tôi yêu thích chết người thân thiện thân thiện mỹ rồi trong bữa đó con có một cái sự bực tức nhẹ gì hả là con có cảm ơn mọi người nhưng mà trong lúc gia đình thì con không có nào con thả tim từng một cái nhắn cảm ơn từng một cái nghĩa từng người một cái phải chắc con hả nên con nhắn một câu rất ngắn gọn là cảm ơn cái nhẹ cái về đi mẹ chắc con nhẹ chứ không là thay chữ cái nhà thành đại gia đình đi cái đầu tiên có cái cảm giác bực bội mỗi người có tự đưa liên quan nha dạ cái con cái lợn
nói chuyện với cái lộn là tới nhà trà mà con chết chảy nó nói là chị nó khác gì với cái nhà để tao có tay cho cái nhà và những cái gì đó nó chỉ là hình thức thôi, nó cần cái chăm chút quá dữ luôn. Cái đó cái mình đi ca đó mình bắt chủ đề thôi, mình cãi phải bắt chủ đề. Mình cãi đi ca là mình thua. Thua nhớ nha. Cái kiểu mới nói hồi cái con mới nói hồi cái con cảm thấy là con không được thuyết phục, cái con mực hơn, cái con không nói nữa, con nói là thì con để đó nói chuyện không chịu thì ngàn chuyển sang ngàn như cua. Và tối đó thì là cái biểu hiện đầu tiên là cái sự lười biếng của con. Không phải lười biếng của mình là con không vui đâu. Tối đó có buổi được đọc sách của lớp tài năng. Nhưng mà có hai tin nhắn là con đột nhiên cảm thấy đúng loại. Hai có tình hả? Dạ không, anh hai con chị ba con nhắn là không nghe sinh nhật nè, thích gì vui cho. Rồi cái nhắc tới chị đi, thích con bồ. Không có cái lông bồ được. Cái lông ta có phải hàng hước chứ. Cái con lên mạng, con ngồi, con phân ra đó. Cái con có lựa đồ. Hay là mình nó lựa đồ. Cái con dân hồng cái đột nhiên con nhảy một hồi, thôi lựa đồ đi, tới 11 giờ. Không, mình phải lý giải một cách nó rõ ràng chú đáo là hôm nay có phước chỗ nhờ quá trình mình đọc sách, phải không? Nay phước chỗ nên là hưởng phước, hưởng phước xong mà mình đọc sách bữa sau phải đọc nhiều lên phước nó tới nữa. Cái bữa đó khi mà con dành hết thời gian cho cái vụ của người đồ thì con ngủ không yên. Nhiều quá hả? Dạ con kiểu như là khi con nằm xuống thấy kiểu được hay cái vợ đọc sách rồi mày đi lựa đồ, đọc sách được 15 phút mà anh nói là anh nói dạ, đúng rồi. Cái bắt đầu tôi là con bước từ giấy lên, con bắt đầu những lúc 12 giờ đúng bước từ giấy lên gần vô đó không hay không đọc sách lý do bởi vì ham lựa đồ đó để ham cái đường ngủ dán lần nữa. Cái qua 47 thì cái niềm vui đó vẫn còn hả? Dạ không, bắt đầu con bình thường. Bình thường mà con luôn có một cái nhỏ là đọc sách. Cái từ ngày thứ bảy kể từ sau bắt đầu có dẫn báo được mà đóng được một cách rất là chắc. Con sợ bị trễ giờ liên tục. Con có tranh thủ tất cả những gì con có thể làm được để con hoàn thành con cái ngày đó. Thì bữa bảy cho ba cũng khá bình thường, không được sách này. Do một cái lý do là con tiếp tục con bị tham dự. Là lứa đoạn nữa hả? Có phước mới nè. Dạ không. Con buổi tối đó là cái giờ con có lịch đọc và cái lịch học giới. Nhưng do tối khách quen nên bụt mất đi. Cái đầu tiên con đã đột xuất. Mà đầu tiên con không biết con làm cái gì. Cái bắt đầu đọc sách. Trong lúc đó trong đầu con không có cái gì đâu. Con môi mất rồi con cầm. Và đột nhiên lúc đó con được một cái duyên khác nó gần rồi đấy. Thằng bạn công việc không à, đây đi tập này. Cái nhau cũng muốn được nữa. Cái con tới rồi, con tới mới rồi. Con tới thì mà. Cái trong cái lúc đó con về cái lúc đầu con lại sao động hơn. Đầu nó hồi muốn nói là cái giờ để mình biết chứ. Rồi mở nó ra quên đồng không được. Đó nó vậy đó. Đó có bất tiện chợ có bất tiện phải thở theo cảnh tự nhiên em dẫn trong đó đó con ngộ bắt đầu không yên đấy. Những cái quật tí bắt đầu con nhớ mà lại là khởi lên à bữa nay mình chưa đọc sách tới cái con cố gắng tranh thủ vào buổi chủ nhật này thì sáng chủ nhật xong không chưa chủ nhật không có đọc sách được và con cố gắng con hoàn thành hết được một chương. Thì trong lúc con đọc con hai đứa cháu cũng vừa mà tụi nó cảm thấy ồ đọc gì héo vậy thôi chị em đi. Tụi nó rất là thấy con đọc rất là hay muốn nghe con thêm nhưng mà không muốn chỉ cho tụi nó thì tụi nó chứa thì tụi nó mới nghe thôi đầu tiên thì chưa tập bò lo tập chạy
Trời, phải nghe rồi, bắt đầu phải nghe và phải nghe nhiều. Nghe một lần mới có đủ, phải nghe nhiều lần. Đối với nhiều lần, cái gì cũng nó đập, đập, đập đi cho chúng tôi nghe. Rồi không có biết lũ nó gì trơn á, gì đó. Nhưng mà đưa lại thì cứ đưa cái lũ cho ta làm được. Dạ, với sáng hôm nay thì từ 7 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi thì mấy làm cái phát hiện không thấy con thích ở trong thích nhất trong nhà bởi vì con cách xa với môi trường ở nhà. Ừ. Bởi vì nhà con cũng không về nhà thì bắt buộc con phải bị giả. Anh giả ai để mà giả chứ? Bởi vì không có về nhà con sẽ có cái cảm thấy bực bội vô hình. Mắc cười thì con cũng biết nhà nó giống như là ổ kiến lửa vậy. Về nhà đã bị cắn. Nên là khi mà con về cái nhà thì đột nhiên không lại được cứu bởi cái giải tạo trong là con đột nhiên con bị phục. Ừ. Con cười một cách không thân thiện mỹ một cách quá độ. Ừ. Và đó cũng tạo cái tin cho con và mọi người trên cái đường gần nhau hơn. Mọi người cười trước con và cười em tự đi vui lên. Thì đó là mình đã có nói vô đây nói bệnh này. Anh thôi, anh vừa nhắn tôi luôn rồi đó. Yeah. Thì trong quá trình con cười đùa vậy, mọi người cũng có một chỗ uống rượu. Ừ. Không. Được không? Tỉnh táo lắm. Rồi, nghe thôi. Cầm ly nước đá. Ừ. Cầm ly nước, cộng với nước đá. Con cộng và con nói tạm. Ừ. Cầu quá. Ừ. Nó đem đi đến. Cái con cắm đó là con né. Nhưng mà con làm nó chưa có tốt. Vì không phải cái không có cách. Dạ. Dùng cái phần tốt thì nếu mà cái phần tốt thì cũng là tốt. Dạ. Nên là con nói con nhớ không phải tìm cách suy xét. Tìm cách suy xét. Đúng không? Dạ. Phải không? Nói được rồi đó. Đúng không? Về để con hát dạ. Dạ. À, một chút uống cho cái gì? Tại vì đây còn có cái gì đó. Ừ. Thì gặp người đưa tới trung tâm tới chiều thì anh cũng còn có nói con một cái câu mà là nói con bản lĩnh nói con là đuổi như vậy rồi đấy con có cái gì cơ hội để đi làm đi tự vẽ đi làm cái câu lạc bộ vân vân cái kiểu con cảm thấy được một cái phần đó các bạn vui đúng rồi vui lắm khi viêm lửa viêm lửa nhưng mà đầu hồi đó thì anh hay có trách móc con một số chuyện bên ngoài những chuyện học tập gia đình thì nó không là con bị lửa mà nó là con cần phải có thời gian để học tập rồi cân bằng cái việc khác thì được tốt hơn thì trong bữa nay luôn là cái lúc mà con nhận nhiệm cùng với Thư và Ngọc thì có một cái gì đó nó luôn thao thức con là con phải làm nhiều hơn bởi vì con chưa làm đủ và con thấy một người làm rất là nhiều. Ừ. Con không làm gì trên con luôn cũng không có chạy hái vậy nên là con tìm mọi cách tìm mọi công việc con có thể làm để con làm. Ừ. Thì nhìn lại con bị đuối nhưng mà con không có cảm giác được cái đuối trong cái lúc đó con không thấy là cần phải làm là biết rồi nhưng mà mới nhạc thì dạ đúng rồi là con cảm thấy tươi mê đúng không ngu là phải biết làm gì nhưng mà thành công được cái thương hiệu trở nên cũng có cái gì đấy em có cái ổ rồi đó gì nhưng cho tuần này có một cái mà con cảm thấy là con có biết gì con tháo giờ rồi thôi là tất cả những cái tiền con nhận ra tiền ăn được mình nộp những cái tiền con không dùng cho tụ tập trong buổi sinh nhật đó. Ừ. Con bắt đầu con tự trả học phí cho con. Ừ. Là mà bữa không có mấy nó tự nhớ à. Ừ. Nhưng mà về lại thì thôi đó mình thấy mình tự hào mình thấy mình vui rồi mình thấy mình có thể tự lo cho mình được là nên như vậy cái kiểu khi mà con làm gì rồi đó thì con muốn chia sẻ với mọi người không biết là thường con làm được cái này. Nhưng mà con lại có một cái nhé rồi con không biết nói cho mình biết. Thì con tốt chứ không biết. Nhưng con làm cái gì tốt mà liên quan đến gia đình con không biết gia đình biết. Muốn mọi người khác biết. Đó. Thì nếu như gia đình không có biết á. Thì như vậy là sao con phải tìm muốn mọi người gia đình. Con phải là. Con phải chia sẻ.
phải biết khôn khéo để như mình biết mình làm được cái gì cho gia đình, để mình sửa dần dần cái mình, người ta nhìn mình một cách khác đi rồi, người ta nhìn mình khác đi rồi thì mình nó thuận tiện như sửa đổi cho mình. Với trong những ngày qua thì con có nhận được cái điều tích cực của mình cũng lọc cảm nhận thì mặc dù nó phải là gì vậy nhưng mà nó là cái gì đó mặc dù nó rất là nhiều nè về mặt chuẩn bị nhưng nó là một cái gì đó mà đùng đùng nó là những cái gì đó rất là thiết thực của nó bên con mà hiểu không muốn đem những cái đó con đem cái phiếu mà đọc với con mặc gì con đọc kiểu như ghê quá con muốn đem những cái đó để mà con dán bởi vì con biết được là con là một kiểu người làm theo ý nên là con muốn làm cái đó là cái đấm tuổi dự phòng của con là mình dạy để khi mà con bị mất chớ hoặc mất lửa đó thì mình dạy con nhìn những cái đó để cho nó đùng 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 lên. Thì khi mà con từng ngày qua khi mà con có được cái thời đó thì bắt đầu con cảm thấy là con làm nó bắt đầu với hơn hiệu quả và con tự tin làm cái đáp mới biết cái thế thì qua bắt đầu con nói chuyện là con làm được trong các ban hiệu quả hơn nó nhanh nhẹn hơn và con trời ơi gặp tầm cái chương cái mời nó tình không đừng thầy cái đó là lửa chân đi thì đó là trong đó cái đó là trong những ngày qua của con học được ghê tốt như thế này một ít vậy có mấy khi vui mình cố gắng nghe ở nhà thì vui bé ngoan tiến bộ cả nhà cùng vui rồi cha nữ về đi mẹ chờ vậy đó có một chỗ này nó còn vậy đó người nó nhìn qua nhìn lại nó rớt nước mắt vậy đó vậy là vui nhìn đó nhìn vui cái tôi tốt nhiều hơn đó khách đi lớn tới đứa nhỏ khách đi nhỏ tới đứa lớn nhận tiếp nhận tiếp có thầy ở chứ ai vậy hết là trong ngày qua làm gì đầu tiên là con chưa được xác lệnh nè không hiểu được chưa có chưa có hả em ký chưa dạ em ký trường chưa cũng là chậm mới mới hồi ba nữa là con mới xác lệnh hôm qua nhưng mà con có thực hiện đúng là sau khi dạy trước thì đăng ký cho nên là đăng ký trong vòng 5 phút là sau cho nên là cứ đàn hỏi địa chỉ nhanh chóng cùng rồi sau đó là học tập thì con thấy rất giàu nên là trong học kỳ này về khu tâm lý của con thì không được ổn lấy nhiều được gì là 8.1 8.1 là không được 8.5 á đúng không 8.5 mới A dạ 9.5 ôi giờ 9.0 nha hả à 9.0 nha 8.1 vậy là được B cộng đúng không đặt chỉ tiêu đi nguyên một cái 4 năm đi học đừng bị điểm D có không chỉ cần để bị điểm F là được rồi vậy thì thành tao công rồi nhưng mà khi vừa rồi con cảm thấy là tiếp còn tiếp cái gì đấy người tâm lý của mình không làm được cao hơn gì mình có biết nhưng mà quá đại cương mình không ngờ nhưng mà nó lại cao hơn cái một cái đó cho mình dạ rồi về vấn đề là còn nhiều kế hoạch con đưa ra nhưng mà không hiện được và còn thì vấn đề bạn bè thì cũng muốn bỏ một số mối quan hệ nhưng vẫn chưa bỏ được từ 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 cái mình lo vô những chuyện khác hơn những chuyện đó mình rớt ra mình nhiều thứ đi lo hơn mối quan hệ của bạn bè thân với mình cũng bỏ luôn thì
vừa nhắc họ không còn phù hợp nữa, nên bỏ luôn. Thì khi mà mình quan tâm cái gì đó nó khác với bạn thì không có cùng chung theo nữa đó. Dạ rồi, vì cái đề này thì vui nhưng mà mới nhận cái gì bây giờ thì mình quay cái gì mới cái gì quê ha. Thầy khó nghe giảng rất hay là con được nghe mà mẹ kêu rồi ha. Đúng rồi, mẹ kêu. Mẹ kêu là cái gì quê, mà mình thấy là mơ con cái gì quê. Ừ, cái gì học online. Dạ. Đúng rồi, con trung tâm là mẹ kêu hay đó. Gì đó hả? Dạ, chắc mẹ mơ gì đó luôn. Mơ đem ghế gì đó rồi. Rồi, rồi. Dạ, tùy rồi. Tối nay là con sẽ thực hiện kế hoạch cho mình tới với hai tỉnh, hai tỉnh sau là thời gian dạ chứ chứ còn cái phần chương trình là dạy cái thầy đó là bị dở cái bệnh tại vì ngày mai ngày về quê rồi không bị dở cho nên chừng nào lớn thì biết tới dẫn dạ là dẫn lên một giờ hết hả cũng đơn giản hả tới nhân hả nhân. Dạ, tới con hả? Rồi, tới nhân ha, rồi vậy nhân nói đi. Là tuần qua là điều tốt mình đã làm được đó là duy trì thói quen uống nước chanh. Được. Mỗi sáng. Dạ, con tập được cách thói quen là suy xét. Dạ, làm cái gì con cũng sẽ suy xét hết. Bất kỳ một cái hành động gì, kiểu như là đi ngoài đường con đụng người ta cái xong con bực bội, con sẽ suy nghĩ là tại sao con lại bực bội. Con lấy giấy con ghi lại mà cái việc đó thì con làm được cái chừng thứ hai thứ ba thứ tư cái thứ năm thứ sáu cái tốn thời gian quá con cũng ghi được cái con bỏ chứ mình để ý thôi mình không cần phải ghi. Dạ rồi đó là điều tốt còn điều xấu là con bị trì hoãn là nhiều luôn. Con làm một cái kế hoạch là tối nào con cũng sẽ ngồi lượng giá một ngày đó của con. Nhưng mà tới khoảng sau khi học hỗ trợ xong con ngồi lượng giá hoặc là con bắt đầu con buồn ngủ. Các con cho phép con ngủ luôn. Hay. Cái rồi nhiều lúc cái con ngồi nghe nhạc. Con tính nghe nhạc sẽ nghe nhạc khoảng 5 phút để cho nó giải chết chứ. Mà con nghe cái xong cái con thấy hay với con nghe tiếp luôn. Cái con nghe hoài cho hết buổi tối. À, rồi còn một cái là con hay bị đuối lý khi cãi với mọi người. Giống như là bạn con nó nói là con nó muốn đi du học. Cái con nói là theo cái quan niệm của con á thì chỉ đi du học khi nào mà ở Việt Nam không còn cái để học. Cái nó mới nói lại là ra ngoài nước ngoài thì mày sẽ gặp được nhiều chuyên gia trong ngành hơn. Cái con mới nói là mày có thể gặp qua Meet nè, hoặc gặp qua Zalo, hoặc là gặp cái gì đó. Cái nó nói là gặp trực tiếp tốt hơn chứ mày. Cái xong cũng biết luôn, con hết đi cãi sao. Tại vì con tại đi đường vòng, con không có đi vô trong cái những cái chính yếu. Tức là mục đích cuối cùng của việc đi du học là để làm cái gì, đi vô trong đó mới ra được. Là người ta, là cái bạn đó muốn đi du học để gặp những cái người người nước ngoài, những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ví dụ như là IT á thầy. Nó xạo á con. Con lập cái mặt nó ra là làm thứ sao mà tại vì nó muốn đi du học, nó kiếm môi trường tốt vậy mà nó làm kiếm tiền nhiều hơn thôi. Tức là mình phải biết được là đằng sau tất cả những cái qua Mỹ đó là cái gì. Rồi mình đi vô trong những cái vấn đề cái gì đó để mình giải quyết không. Còn một cái vấn đề nữa là con muốn đề xuất cho hai em của con là tiếp cận với trung tâm mình là đi cái gì vào chủ nhật tuần sau á. Nhưng mà con sợ là không con không biết sao nhưng mà cái ấn tượng ban đầu rất là quan trọng luôn giả sử nhưng mà hồi đó mà giọng con mà xấu về cái trung tâm này tức là sau đó nhắc tới trung tâm này con sẽ không muốn lợi nữa thì con sợ là hai em của con là bị xấu rồi cái đó và sau này nhắc tụi nó khỏi thì tụi nó sẽ khó khăn tụi nó cằn nhằn gì vậy con phải chắc là để nói sao mà cho tụi nó thích thì tụi nó đi thì có thể suy nghĩ cái phương cách nào đó cho nó phù hợp tùy theo cái tính cách của mỗi một cái đứa mà mình sẽ có hướng tiếp cận nó khác nhau. Ví dụ như là em con thì nó thích nó không thích đi chơi, nó thích ở nhà, nó chơi lắp ráp à. Ừ. Dụng nó sao thầy? Dụng nó sao thầy?
nhiêu đó đâu có đủ con phải để ý xem coi tính cách của em con nó còn quan tâm gì khác nữa, ở trong cái chương trình đó nó có những cái yếu tố nào nữa. Cái đó con nhắn con hỏi trực tiếp cô Tuyền á, cô Tuyền tổ chức chương trình thì cô sẽ biết là trong chương trình nó có cái gì, rồi con mô tả em con cho cô, rồi xong à cô sẽ cho con những cái lời tư vấn ở trong chương trình nó đáp ứng được cái gì cho em con, hiểu không? Rồi dự định trong tuần sau là con bắt đầu có ý thức được cái việc mà ghi nhớ thuộc lòng. Nên trong tuần sau thì con sẽ dành nửa tiếng mỗi ngày để con về luyện cái phương pháp ghi nhớ. Thì con có nghiên cứu trên mạng và con cũng có vài cuốn sách đó về cái phương pháp ghi nhớ là liên tưởng của ông Dominic O'Brien, đó là phương pháp con đường La Mã. Là con sẽ xài phương pháp đó để ghi nhớ. Tại cái đó là nền tảng cho những cái sách con học sau này. Con sẽ rèn luyện cái đó. Và con sẽ tìm sách về logic để theo kịp mọi người. trong cái giờ mua chợ về tâm với logic, tại có hai phần đó là mọi người nói thì hiện tại thì có hiểu, nhưng mà mấy cái thuật ngữ sâu xa hơn thì con không biết, thì con sẽ tìm kiểu để theo kịp mọi người. Ok, tại vì cái bài giảng về luận lý đều có up trên mạng hết, cho nên con có thể tham khảo lại bài giảng của 2 năm qua đó đều có trên hết đó. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, hết. Ơ thầy, còn một cái nữa. Thầy chiều, không phải thầy trưa là bên con bên câu lạc bộ có một cái sự kiện tổ chức xong các mọi người đi chơi. Nhưng mà con không muốn đi chơi. Và con không muốn đi chơi, con bị phụ bằng cái cách nói dối là con mắc về nhà, con ngủ. Ở mai con mắc vô trường con học. Nhưng mà thực ra về nhà để con ngủ nghe, để chiều ra con có sức con học cái tài năng. Là cái việc đó chắc chắn là con sai rồi. Đúng rồi. Nhưng mà con sợ bị mất lòng mọi người. Không có, thì con không muốn nói thẳng. Thì con nói rồi, nếu như một cái tập thể mà người ta biết tôn trọng lẫn nhau thì đó là cái tập thể nên lui tới. Còn nếu thể mà người ta không biết tôn trọng lẫn nhau thì đó là cái tập thể không nên lui tới. Tức là con nói à bây giờ con rất là mệt, con cần phải nghỉ ngơi để mà con còn làm việc cho buổi tối, con còn học buổi tối nữa, cho nên mọi người cứ đi vui vẻ, con về nhưng con nghỉ ngơi. Thì con trình bày cái phần đó của con. Và nếu như cái tập thể mà không chấp nhận được cái vấn đề của con, tập thể đó là cái tập thể không nên lui tới. Còn nếu tập thể biết được cái điều đó là con không có khỏe, con cần được nghỉ ngơi cho vân vân, mà người ta khuyến khích và ủng hộ cái điều đó, hoặc là người ta hỏi thăm con, hoặc là những cái hoạt động tử thiện khác nữa, thì đó là cái tập thể đáng được lui tới. Nên hiểu không? Dạ, còn một cái nữa thầy. Là thường con ăn trưa thì con sẽ ăn hết cơm. Con ăn hết cơm tại vì có hai lý do. Thứ nhất đó là tiền của mình thì mình phải ăn hết. Thứ hai đó là tại vì con sợ là nếu mà con ăn không hết cơm, con bỏ đồ ăn bữa thì con sẽ mau đói. Con mau đói thì con sẽ ăn nhiều lên và mấy người khác sẽ không có đồ ăn. Tức là trẻ em vùng sâu vùng xa là ở trong khi đó người ta không có đồ ăn. Nhưng mà tới hôm qua con ăn chung với một bạn, con thấy bạn đó là bạn đó ăn bỏ bữa. Thế con mới nhắc bạn đó, sao mày bỏ bữa vậy? Cái đó là tiền của tao, người ta có quyền bỏ bữa. Cái lúc đó là con mới nghĩ là con mặc dù là con là một cá nhân trong một tập thể nhỏ, con sống tiết kiệm để cho những người khác không bị đói, nhưng mà những bạn này thì bạn đó lại vậy đó, nên con thấy nó sao con phải suy nghĩ lại vấn đề. Và con suy nghĩ thêm một chuyện nữa là nếu như mình bỏ bữa thì cái đồ ăn đó cũng có thể cho mấy con vật đồ ăn, các con heo ăn, thì nó cũng có thể nói là tệ. Tức là cái chỗ đó con cần suy xét thêm đó, suy xét đi, chừng nào không ra hỏi. Ok, rồi nhiều. Còn không? Còn quý vị nào ở đây định giá nữa không? Có thể mình đi kiếm gửi mình cái học cho con có 15 phút nữa. Nhi đi. Đến trước đó. Đúng rồi. Đúng rồi, hơi nhiều nha. Nhiều người phải gán đu theo. Để thôi là không hiểu. Không. Đó chưa, thấy chưa, thấy không? Cuối cùng quả nó cũng trổ, thấy không? Cho nên thôi, phải rút kinh nghiệm đi, không có nên như vậy. Rồi,
gần thứ sáu cái anh thì mà có cái thằng người học bài đó còn đây tự nhiên cái nó lên vậy đó hả? Tao lên lựa đồ tới thế là hồi nói học đi 12 giờ trời ơi trời ơi thầy khiếp chưa đồ tới nó có nhiều động lực. Thì mình ra đã tới 1 giờ sáng. Còn hơn là không hơn là nó quất hết tới 3 giờ sáng luôn. Thôi cũng hơi buồn. Nhưng mà nói không biết nói sao thôi. Thôi kệ. Hỏi cung ngập kệ luôn kỹ. Thôi kệ. Em lỡ. Em lỡ nhiều quá. Em lỡ nữa. Tại vì tự nhiên nữa. Ồ, ừ, đó duyên nó tới là cản không được vậy đó. Trời, trời ơi. Trời ơi. Không mà bây giờ nguyên một buổi tới bên lửa rồi cho mới hời. Bây giờ mới có nguyên cái mới hời. Chuỗi lỡ là tiểu không cho nên thôi nghe này vừa vừa thôi hối hận vừa vừa thôi để thôi là hối quá là không còn miếng tóc rồi luôn đó phải cố gắng ok chơi còn không còn ai muốn lượn nữa không. Mời à, bạn này nhắn tôi quên à đang đi kiếm cho bo đó hả thương ba cái kìa ơi giờ chị hả. Đúng rồi đó nên mở miệng đi chứ gì mình nói chuyện với nít chứ gì đỡ tại nít nó không có biết cự mình á. Ừ mình nói xàm cũng đỡ sao chứ nói đứa khác là nó tán vô mặt chết. Ừ. Hai hủy động viên của hai cố lên cố lên cố hai ừ đó vậy đó trời ơi, tôi nhìn khác hơn, có phạt không? Chưa phạt. Chưa phạt. Ừ, được, tôi cái gì thẳng thẳng vậy đó, tôi sẵn sàng. Ừ. Không biết hồi đó con học nghị lực xã hội sao mà giờ ra vậy á. Sao á vậy mà cũng như vô đại học được nghe vậy chứ. Trời ơi á. Cũng có cố gắng đi lại nhưng mà cũng có thể được yêu hơn.
Ok, được. Thừa đó, hồi xưa mình nhìn con mình xàm vậy đó. Được, xàm nắp rồi. Ừ, được. Nào tôi đi chầm gao, tôi cũng bỏ điện thoại đó tôi nha, thật sự. Nói chung là mở mang được tiếng Anh, mở mang được tiếng Anh ha. Trời, tôi mà không thích cái đó chứ tôi khỏi sống à. Cái tiếng như cái chuyện mời mình làm à, đúng không? Mình xem như cái chuyện đó là chuyện của mình hay trở trời mà. Ê, người ta không có coi trọng cái đó rồi trời người ta đi. Mình coi trọng cái đó thì mình làm nó. Dữ hết. Ừ, đúng không? Gán hiểu nha, nó gán hiểu nha. Ừ. Được rồi, nhớ nha, có cái bản nha, nó dán gì trẻ nhé. Rồi, thôi, chuẩn bị học tâm lý thôi nha. Mệt quá đi xuống uống nước, cái trời đi xuống đường, ăn đi. Rồi nhờ Nhân chuyển cái link này đó Nhân. Chuyển cái link này qua bên cái lớp bổ trợ cho mọi người vô học tâm lý với cái link này luôn nha con. Dạ thầy.